chương 21, không đồng ý. Một luồng huyết khí tựa như thiên quân vạn mã vét sạch toàn bộ sông Minh Châu, khiến cho Minh Châu số hiệu một bé nhỏ run lẩy bẩy. Vù vù, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, dưới sự dẫn dắt của chiến quân hạc, tầng mây như bị phá vỡ, tiếng động cơ của phi cơ ập đến như vũ bão. Ước chừng 100 chiếc phi cơ, xếp hàng thành một đội hình chỉnh tề, quanh quẩn ở trên không. Ở bên trong những chiếc trực thăng đó chứa đầy quân nhân bọn họ ai ai cũng mang theo những cây súng lạnh như băng, trên người họ mặc quân trang màu trắng đại diện cho bầu trời. Cuối cùng là ở trên bờ. Chẳng biết từ lúc nào, trên bờ đậu đầy những chiếc xe quân dụng bọc thép, còn có mười mấy chiếc xe tăng, tất cả tạo thành một đợt sóng sắt thép, mang theo sức mạnh áp đảo mọi thứ, chỉ cần đậu trên bờ đã khiến người ta lui cả trăm mét. Từng người lính mặc quân trang màu xanh lá cây rồn dập nhảy xuống xe, xếp thành một đội hình, mặt ai cũng sắc bén như đao vừa rút khỏi vỏ, khí thế ngút trời. Sau khi ba đội hình hải quân, lục quân, không quân hoàn chỉnh, ở mỗi đội hình có 10 vị binh trưởng đứng ra khỏi hàng. Khuôn mặt của họ nghiêm túc nhìn về người đàn ông phía dưới, đồng loạt nói, chuẩn bị, khởi động không xả kích. Mệnh lệnh vừa chấm dứt, 50 chiếc chiến hạm, 100 chiếc phi cơ, 50 chiếc xe bọc thép, 20 chiếc xe tăng đồng loạt hướng họng Đại Bác về phía bầu trời. Đoàng đoàng đoàng. Audio điện tử võ tấn bền quân nhân của ba quân hải lục không cũng đều nhanh chóng nâng súng lên hướng bầu trời hành động này khiến cho ra đầu mọi người đều tê dại cả người kích động khiến cho tất cả mọi người không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài vương chủ kết hôn ba quân hải lục không nổ súng ba phút chúc mừng trời đất binh trưởng đứng đầu khàn cả giọng giống to nổ súng nổ súng đoàng 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 nhất thời vô số đạn đại bác xông thẳng lên trời phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong thoáng chốc, như trở lại thời đại mưa bom bão đạn đó. Trong thoáng chốc, như nghe được tiếng gào thét xé trời. Trong thoáng chốc, nhiệt huyết của tất cả mọi người đều sôi trào lên. Ba phút sau, pháo súng tắt, pháo hoa đầy màu sắc bay dập trời. Giây phút tiếp theo, tất cả binh sĩ hạ súng và chào theo tiêu chuẩn nghi lễ quân đội. Binh trưởng của ba đội hình hải, lục, không dẫn đầu hô lớn, chúc mừng vương chủ. Vương chủ, vương chủ, thanh âm kiên cường sóng sau cao hơn sóng trước, tạo thành tiếng vọng, thật lâu sau đó vẫn chưa tiêu tan. Giữa những tiếng la vang dội đó, liễu phi tuyết mắt ửng đỏ, giọng nói của cô cũng trở nên run rẩy khi nhìn vào bóng dáng đó. Những thứ này, đều là anh làm vì em phải không? Ba ba, Huỳnh Như cũng lập tức chạy tới. Huỳnh Nhân ôm lấy nhóc con, rồi sau đó chậm rãi xoay người. Vụt, lúc này, một tia sáng chói mắt cũng đập vào thân thể của huỳnh nhân. Tuy nhiên, do khoảng cách xa nên mọi người hoàn toàn không thấy được diện mạo của chú rể. Giờ phút này, ở trong mắt liễu phi tuyết, dáng người của huỳnh nhân to lớn hơn bình thường rất nhiều, ánh mắt cũng sâu hơn rất nhiều. Anh mặc một bộ quân phục, chân đi ủng đen, trên ngực đeo những tấm huy chương danh dự quốc gia bằng vàng dày đặc, gật đầu với một nụ cười dịu dàng. Anh đã từng nói, anh sẽ cho em một đám cưới không bao giờ quên. Năm năm trước, lẽ ra anh nên cưới em, bây giờ đã muộn năm năm, mong em tha thứ cho anh. Cùng lúc với lời nỉ non nhẹ nhàng đó, Huỳnh Nhân quỳ một chân xuống đất, trong tay cầm một chiếc hộp ngọc tuyệt đẹp. Mở hộp ngọc ra là một viên kim cương màu máu sáng lấp lánh. Là nước mắt của thần vệ nữ. Trong sảnh tiệc, tất cả mọi người đều cảm thán. Huỳnh Nhân quỳ xuống trước mặt liễu phi tuyết, nhìn chằm chằm đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt cô, trầm giọng nói, phi tuyết, gả cho anh đi bùm 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 pháo hoa bất tận kéo dài khắp thành phố mọi người đồng loạt ngẩng đầu vô số pháo hoa nở rộ ở điểm cao nhất kết hợp với nhau tạo thành tên của một người phụ nữ liễu phi tuyết ồ ngay lập tức toàn cảnh đám cưới sôi sục háo hức muốn nhìn thấy mặt chú rể đáng tiếc sân khấu quá cao quá xa không ai thấy rõ được pháo hoa khắp thành phố cộng thêm chiếc nhẫn kim cương nước mắt của thần vệ nữ tiền tỷ lãng mạn quá phải không một ít phu nhân danh viện nổ đom đóm mắt, cực kỳ hâm mộ. Chỉ riêng giọt nước mắt của thần vệ nữ giá trị một tỷ thôi cũng đủ chiếm được trái tim của tất cả khán giả nữ ở đây rồi. Bao gồm cả liễu cảnh nhiên. Đôi mắt cô ta nhìn bóng người trên khán đài gần như tan chảy, cô ta bắt đầu ảo tưởng, nếu như cô dâu kia là mình thì tốt biết bao. Chưa kể, còn có ba binh chủng hải quân, lục quân và không quân đến chúc phúc. Liễu nham nhìn lên trên, tự lẩm bẩm xem ra, Người giám đốc lâm gả có xuất thân quân ngũ Kinh động ba quân hải lục không Đây cũng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được Thiều hải hà trao mày Rõ ràng cũng chú ý tới điểm này Nhưng rất nhanh sau đó Trong mắt anh ta thoáng qua nét dữ tợn Ở Minh Châu Nhà họ thiều chưa từng sợ ai Ở một góc xó xỉnh nào đó trong Minh Châu số hiệu 1 Nơi ánh đèn cũng không chiếu tới được Có một người phụ nữ dáng người yểu điệu đang đứng đó Cô ta mặc bộ đồ bó sát màu đen tựa như hòa làm một thể với bóng tối xung quanh, nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Lúc này, cô ta cũng nhìn người đàn ông trên đài quan sát với ánh mắt phức tạp, cô ta nhẹ lau một giọt nước mắt trên mắt. Tâm nguyện của thiếu chủ cuối cùng cũng được thực hiện. Đùng đùng, pháo hoa kéo dài một hồi lâu, huỳnh nhân vẫn đang quỳ một chân bên cạnh liễu phi tuyết. Một phút, hai phút, liễu phi tuyết vẫn không nói lời nào. Chẳng qua là mặt cô đã sớm phủ đầy nước mắt, ngay cả lớp trang điểm cũng khóc trôi. Mẹ, gà cho ba đi, chương 22, quá đột ngột. Nhóc con ở một bên miệng cười tô tuét, liên tục vỗ tay. Liễu phi tuyết khóc lê hoa đái vũ, đây là đám cưới trong mơ của cô, bối cảnh đám cưới đủ sang trọng, đủ hoành tráng và đủ lớn. Nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất trước mắt cô, người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận đã biến mất 5 năm, ánh mắt của Liễu phi tuyết tràn đầy phức tạp. Có mừng rỡ, có cảm động, còn có kháng cự cô lắc đầu từ chối thật xin lỗi pháo hoa vẫn đang được phóng lên phi cơ vẫn đang bay lượn nhưng bầu không khí của khán đài đột nhiên trở nên yên tĩnh biểu cảm của huỳnh nhân hơi cứng lại sau đó trở nên thất vọng đặt giọt nước mắt của thần vệ nữ trên tay xuống tại sao lúc này toàn thân anh lạnh toát như rơi vào động băng đứa nhỏ cũng có vẻ sững sờ ngơ ngác nhìn liễu phi tuyết rồi đột nhiên bật khóc mẹ không cần ba mẹ cũng sẽ không cần tiểu như nghe vậy liễu phi tuyết lập tức luống cuống bế huỳnh như cũng nâng huỳnh nhân đứng dậy có chút áy náy giải thích đừng hiểu lầm chỉ là em còn chưa chuẩn bị xong quá đột ngột hiện tại đối với em thì anh vẫn còn rất xa lạ qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi huỳnh nhân nghe vậy lập tức đứng dậy nắm lấy tay của liễu phi tuyết được bọn anh đợi em vẻ mặt liễu phi tuyết có chút mất tự nhiên nhưng từ ánh mắt của những người phía dưới đài thì màn cầu hôn này đã thành công nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động người của tất cả gia tộc đều đang dùng hết sức bình sinh vỗ tay không khó đoán rằng sau khi danh tính của cô dâu được phơi bày thị trường kinh doanh trong tương lai của tập đoàn lệ tinh sẽ rộng lớn hơn tôi không đồng ý đột nhiên một giọng nói âm trầm phát ra từ trong hội trường đám cưới vẻ mặt của mọi người đều thay đổi ánh mắt họ nhìn về phía thiều hải hà những lời này trầm thấp mà có lực, hai mẹ con Liễu Cảnh Nhiên đang ngồi cùng một bàn cũng sợ hết hồn. Người của những gia tộc khác thấy vậy cũng nhớ ra cái gì đó, vội vàng trấn an. Thiều "Thiếu thiếu gia, trên đời này thiếu gì cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa chứ?" "Đúng vậy, thiều thiếu thiếu gia, với điều kiện của ngài thì dạng phụ nữ gì mà không tìm được, Liễu tiểu thư cũng đã lập gia đình." "Thiều Hải Hà, Thiều đại thiếu chỉ yêu Liễu Phi Tuyết, đây là bí mật mà mọi người đều biết." nhưng mà Tổng Giám Đốc Liễu lại đột nhiên kết hôn mà không thông báo trước, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Tất cả im miệng cho tôi. Thiều Hải hà sắc mặt u ám, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm hai người huỳnh nhân trên khán đài, có chút oán hận hét lớn, Liễu Phi Tuyết, em được lắm, vì để thoát khỏi tôi mà em làm ra một đám cưới giả. Hiện trường lớn như vậy hẳn tốn nhiều tiền lắm đúng không? Cuộc hôn lễ này chẳng có chút báo trước nào, nếu nói bên trong không có mở ám thì Thiều Hải Hà không tin. Với tiềm lực tài chính và vật lực của Liễu Phi Tuyết, không khó để làm giả một hiện trường lớn như vậy. Cô sẽ giao du với nhà giàu nhất ở Minh Châu để mua viên kim cương nước mắt của thần vệ nữ kia, còn chú rể này chẳng qua là tùy tiện tìm cho nên mới không dám lộ mặt. Mọi thứ chỉ để bù đắp cho một lời nói dối mà cô nói, đó là, người đàn ông đã cướp đi sự trong trắng của cô 5 năm trước đã trở lại. Nghĩ đến đây, chán thiểu hải Hà Nội lên vân xanh, trong lòng bừng bừng lửa giận. Được thôi, Hôm nay em muốn kết hôn, nhưng tôi nhất định cứ không cho em kết hôn đấy. đập cho tôi. Rầm rầm rầm. Ngay khi Thiều Hải Hà vừa dứt lời, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen được đào tạo bài bản đột nhiên từ trên tàu du lịch xông vào. Tôi xem ai dám. Quản lý hoắc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng trầm xuống. Trước khi người của Thiều Hải Hà kịp ra tay, bộ phận an ninh của Minh Châu số hiệu 1 đã đến. Hai bên đang ở thế bế tắc. Chuyện gì đã xảy ra thế? liễu phi tuyết người vẫn ở trên đài quan sát nhận thấy sự hỗn loạn ở nơi tổ chức lễ cưới thì lập tức cau mày có người gây chuyện sắc mặt của huỳnh nhân vẫn lạnh nhạt như cũ vậy còn không mau báo cảnh sát liễu phi tuyết có chút nóng này không vội em đưa tiểu như trở về phòng đi ánh mắt của huỳnh nhân nhu hòa nhìn liễu phi tuyết nói để anh giải quyết chẳng biết tại sao liễu phi tuyết lại cảm nhận được cảm giác an toàn trên người người đàn ông được coi như xa lạ này nhưng cô vẫn lo lắng hỏi thật sự không có chuyện gì sao. Không sao. Huỳnh Nhân lạnh lùng liếc nhìn bóng dáng Thiều Hải Hà ở phía dưới, đột nhiên hỏi, anh ta là người luôn làm phiền em à? Liễu Phi Tuyết Trần chờ một chút rồi gật đầu một cái. Được. Huỳnh Nhân đưa mắt nhìn mẹ con Liễu Phi Tuyết rời đi, sau đó anh đi ra khỏi khán đài từ cửa sau. Trước đó Huỳnh Nhân mặc quân trang, đeo đầy huy chương, sau khi anh ra ngoài lập tức đổi một bộ tây trang màu đen nhìn cực kỳ lạnh lùng đám cưới kết thúc vậy là đến lượt đòi nợ sau lưng anh là lưu an vẫn đang mặc một bộ đồ ra bó sát đã sẵn sàng chờ đợi và cúi đầu kính cẩn với huỳnh nhân thiếu chủ anh có muốn tôi dùng dao chặt trâu chém chết gà huỳnh nhân cười nhạt nói gọi giang bảo tới là được vâng lưu an đáp một tiếng nhanh chóng biến mất cuộc trò chuyện giữa hai người nếu bị người thứ ba nghe thấy nhất định sẽ gây ra sóng gió rất lớn giang bảo không phải ai khác chính là người đứng đầu Minh Châu. chương 23, thật kỳ lạ. Bộ phận an ninh của Minh Châu số một mặc đồng phục bảo vệ màu trắng, trái ngược hoàn toàn với những người mặc đồ đen phía sau Thiều Hải Hà. Quản lý Hoắc, anh muốn ngăn cản tôi sao? Thiều Hải Hà chậm rãi bước tới, anh ta nhìn quản lý Hoắc bằng ánh mắt u ám, anh có còn muốn lái Minh Châu số hiệu 1 ở đất Minh Châu này không? Quản lý Hoắc lúc này cũng đang gánh chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn nhưng anh ta vẫn cố nén lại, cười nói thiếu thiếu gia có câu nói thả phá 10 ngôi chùa cũng không phá một hôn lễ. Bây giờ anh làm như vậy có phải hơi khó rồi không? Khó. Nghe xong lời của quản lý hoắc, thiều hải hà càng thêm chế nhạo. Anh đi hỏi người phụ nữ liếu phi tuyết kia một chút thử xem, tạo ra đám cưới giả lừa dối tình cảm của tôi thì tính thế nào? Các người đều bị vẻ bề ngoài của cô ta lừa, cho rằng cô ta là dạng phụ nữ tốt đẹp gì đó à? Thiều đại thiếu, có mấy lời không thể nói bậy bạ, nói bậy bạ phải trả giá rất lớn thấy thiều hải hà vu khống liễu phi tuyết như vậy sắc mặt của quản lý hoắc cũng trầm xuống anh ta tự mình tiếp đãi huỳnh nhân đó là một thanh niên mà anh ta không thể nhìn thấu sao có thể là chỉ đang diễn được tóm lại một câu liễu phi tuyết chỉ có thể gả cho tôi người khác ai cũng không được ánh mắt của thiều hải hà lạnh lùng nhìn chằm chằm quản lý hoắc nói thức thời một chút thì tránh ra ngay cho tôi đừng tưởng rằng có một cái minh châu số hiệu một là rất giỏi anh có tin là ngày mai tôi sẽ có thể khiến cho anh đóng cửa không thiều thiếu gia cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy sắc mặt của quản lý hoắc khó coi với nội tình của nhà họ thiều thì việc khiến cho minh châu số hiệu một đóng cửa là việc rất dễ dàng tôi là đang ép anh đấy thì sao thiều hải hà nhìn mọi người của những gia tộc khác ở xung quanh nói mấy người cũng cảm thấy chỉ có tôi mới có thể xứng với lâm tiểu thư phải không sau một thời gian im lặng ngắn ngủi, đại diện của các gia tộc khác cũng rối giết hưởng ứng phía Thiều Hải Hà. Thiều Đại Thiếu Gia và Liễu Tiểu Thư là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Nếu hai người không ở cùng nhau, thật là thiên lý bất dung. Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na cũng vừa định nịnh nọt thì lại bị Liễu Nham trợn mắt, bèn bứt rứt nín lại. Nhận thấy điều này, Thiều Hải Hà hít mắt nhìn chằm chằm Liễu Nham, lại là nhà họ Liễu mấy người, còn ngại mình chết chậm à. Liễu Nham đầy vẻ chính khí, không có được liền hủy diệt, người như anh không xứng với tổng giám đốc Liễu. Nghe thấy lời của Liễu Nham, Liên Thúy Na cùng Liễu Cảnh Nhiên giống như con kiến trên chảo nóng, những gia tộc khác cũng nhìn ông ấy giống nhìn kẻ ngu. Lông hổ thì nên vuốt dọc, nhà họ Liễu thì hay rồi, cứ thích ngược vuốt ngược lên. Xem ra nhà họ Liễu không trụ được bao lâu nữa. Quản lý hoắc, uống rượu với tôi. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên từ phía sau đám đông mọi người quay lại nhìn thì thấy một thanh niên mặc vest đen đi tới từ phía sau với nụ cười nhạt trên môi huỳnh nhân nhìn về phía người đang đi tới biểu cảm của liễu cảnh nhiên và liên thúy na tựa như thấy quỷ anh vào bằng cách nào bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tên này vào bằng cách nào huỳnh nhân không để ý bọn họ đi thẳng tới vị trí bên cạnh liễu nham rồi ngồi xuống cậu huỳnh điều khiến cho người khác giật mình là tổng giám của Minh Châu số hiệu 1 là quản lý hoác chạy nhanh đến bên cạnh Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân đưa cho quản lý hoác một ly rượu, chỉ Liễu Nham giới thiệu, xin giới thiệu một chút, đây là ba của tôi. Quản lý hoác lập tức nâng ly lên mời rượu Liễu Nham, ngài Liễu, chiều đãi không chu toàn, xin thông cảm nhiều hơn. Nào có nào có, Liễu Nham vội vàng dơ ly rượu lên, thuộc sủng nhược kinh. Bên kia, sắc mặt thiều hải hà càng thêm bực bội khi thấy quản lý hoắc không những không bước sang một bên mà còn chạy theo những vị khách khác. Quản lý hoắc người này là ai? Rượu này không tệ. Huỳnh nhân nhấp một ngụm rượu vang đỏ nói. Anh Huỳnh, đây là rượu quý của tôi, từ năm 1988. Quản lý hoắc phất lờ thiều hải hà một lúc. hoắc lục, tôi đang nói chuyện với anh, anh bị điếc. Giao. Thiều hải hà chưa kịp nói xong, huỳnh nhân đã hất cả cốc rượu vào mặt thiều hải hà. Ngay lập tức, rượu vang đỏ làm ướt quần áo và tóc của anh ta, ngoài ra còn có một vài giọt chảy xuống má anh ta. Yên tĩnh, toàn bộ hội trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó tin nhìn về phía huỳnh nhân. Liễu cảnh nhiên và liên túy na lại tựa như thấy quỷ, miệng mở lớn đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà. Tên phế vật này lại dám hất rượu lên người thiều hải hà vẫn chưa xong, sau khi hất rượu, Huỳnh Nhân đi thẳng về phía Thiều Hải Hà, tát cho anh ta một cái. Chát, cái tát kêu thật vang, nửa má Thiều Hải Hà lập tức sưng lên, có năm ngón tay rõ ràng. Mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ ràng, nhìn xem tôi là ai. Huỳnh Nhân từ trên cao nhìn xuống Thiều Hải Hà, lãnh đạm nói. Lúc trước Huỳnh Nhân cứ luôn đưa lưng về phía anh ta, cộng thêm lại bị tát một bạt tay, Dẫn đến bây giờ anh ta mới nhìn rõ gương mặt của Huỳnh Nhân nhìn qua một cái, Thiều Hải Hà trực tiếp lui về phía sau một bước. Mày là huỳnh nhân. Ngay khi những lời này được thốt ra, không chỉ Thiều Hải Hà sợ hết hồn, mà người của những gia tộc khác đang có mặt cũng kinh hãi. Huỳnh nhân lẽ ra phải ở rể nhà tống từ 5 năm trước. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, anh đã mất tích một cách bí ẩn ngay trong đêm tân hôn. Anh ta chưa chết à? Tại sao anh ta vẫn còn sống? Lại còn dám trở về Minh Châu, xuất hiện ở trước mặt người nhà họ Thiều. Nhất thời, tin đồn lan rộng. Hai mẹ con liễu cảnh nhiên gấp gáp đến mức sắc mặt khó coi, thứ rác rưởi này, biết đâu sẽ ảnh hưởng đến nhà họ liễu của chúng ta. Im miệng, liễu nham trợn mắt nhìn hai mẹ con một cái, lại nhìn huỳnh nhân. Ông ấy có một cảm giác mơ hồ, chàng thiếu niên non nớt năm đó đã thoát thai hoán cốt. Là tôi, bỏ qua những lời xì sầm đó, Huỳnh Nhân lạnh lùng nói, anh thử lặp lại những lời chế diễu tổng giám đốc liễu mà anh vừa nói cho tôi xem. Thiều Hải Hà cũng phục hồi lại tinh thần, đột nhiên cười lên, tốt lắm Huỳnh Nhân, anh còn dám trở về Minh Châu à? Sao nào, anh muốn ra mặt vì người phụ nữ liễu phi tuyết đó? Ánh mắt Huỳnh Nhân càng thêm lạnh lùng, tôi nói, lặp lại lần nữa. Bị tạt rượu đầy mặt lại còn bị tát một bạt tai, sắc mặt của Thiều Hải Hà cũng đã tái xanh tới cực điểm, tôi đã nói, chỉ có tôi mới xứng với liễu phi tuyết, những kẻ khác, ai cũng không xứng. Khi chữ cuối cùng được thốt ra, hàn ý trong mắt của huỳnh nhân bùng nổ, anh túm lấy cổ thiều hải hà, nhấc anh ta lên bằng một tay. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người choáng váng, thiều hải hà cũng cao 1m85, mà huỳnh nhân chỉ cần dùng một tay đã nhấc được anh ta lên, sức mạnh cánh tay của huỳnh nhân đáng sợ đến mức nào. A, à, a, à. cổ bị bóp lại, thiều hải hà tựa như cá thiếu nước, mặt đỏ bừng bừng anh ta cúi đầu liếc một cái tất cả những gì đập vào mắt anh ta là một đôi mắt thờ ơ như thể đã xóa sạch cảm xúc của con người giống như đang nhìn vào một cái xác ngay sau đó huỳnh nhân đi đến bên cạnh lan can ném thiều hải hà ra khỏi quân khu minh châu ùm um, mặt sông vang lên một đợt sóng lớn thiều hải hà phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt cứu mạng tôi không biết bơi ực ừ, ực ừ, còn chưa nói hết lời đã chìm xuống mẹ ơi mỹ nhân ngư kia thật to. Trong căn phòng hạng sang của du thuyền, hai mẹ con đứng bên cửa sổ, nhóc con ngây thơ nói. Mỹ nhân ngư đều là nữ, anh ta là nam. Người mẹ trẻ tuổi cưng chiều giảng giải. Cả tiệc cưới sừng sốt, quản lý hoặc là người đầu tiên có phản ứng còn không mau cứu người. mươi 24, cạn trai. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, dù là bộ phận an ninh của Minh Châu số hiệu 1 hay vệ sĩ riêng của Thiều Hải Hà đều vội xuống sông cứu người liễu cảnh nhiên đi đến trước mặt huỳnh nhân mặt đỏ bừng nói xong rồi xong rồi anh ném thiều hải hà của nhà họ thiều xuống sông minh châu nhà họ thiều sẽ không tha cho chúng ta anh đúng là chuyên hại người mà vẻ mặt của liễu nham trở nên lo lắng nói đúng vậy huỳnh nhân hay là con mau rời khỏi minh châu đi đừng để ý đến bọn ba nữa huỳnh nhân cười nhẹ yên tâm đi ba con sẽ không sao cả vệ sĩ của thiều hải hà cũng rất nhanh nhẹn chưa đến 5 phút đã vớt được Thiều Hải Hà lên. Chỉ có điều, anh ta đã ướt như chuột lột. Anh ta được người khác đỡ lấy, thở hồn hền, mặt mày xanh mét, tím tái. Buổi tối, nước sông Minh Châu lạnh như băng, suýt nữa anh ta đã chết cóng. Cậu Thiều, anh sao rồi? Có cần đến bệnh viện không? Quản lý hoặc quan tâm hỏi han theo phép lịch sự. Đến bệnh viện cái rắm Thiều Hải Hà đẩy quản lý hoặc ra, lớn tiếng mắng, hoặc lục, anh xong đời rồi, ngày mai anh đợi minh châu số hiệu một đóng cửa đi sau đó anh ta lại nhìn về phía huỳnh nhân ánh mắt vô cùng oán hận anh dám ném tôi xuống huỳnh nhân ngồi trên ghế lắc nhẹ ly rượu vang cười ha ha nói xem ra nước sông châu giang vẫn chưa rửa sạch được cái miệng của anh được được lắm không hổ là người đàn ông suýt nữa đã cưới em họ tôi quả nhiên rất có bản lĩnh thiêu hải hà đột nhiên bật cười xung quanh vô cùng yên lặng chỉ có nụ cười của Thiều Hải Hà khiến người khác sợ hãi. Nhưng mà, anh mãi mãi không phải đối thủ của em họ tôi. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, nếu em họ không bảo tôi đem theo nhiều người hơn, nói không chừng tối nay tôi đã rơi vào trong tay anh rồi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân cũng nhạt đi mấy phần. Thiều Gia Nguyệt là một trong đôi rồng phượng của nhà họ Thiều, được ca ngợi là gia cát của phái nữ, kiệt xuất của giới thương trường, nhưng tối nay cô ta lại không đến điều này nói lên điều gì có nghĩa là cô ta đã nhìn thấu bản chất của đám cưới này vì vậy cô ta tìm một người ngẫu nhiên để thay thế người này chính là thiều hải hà thiều hải hà bật cười anh có thể đánh nhau nhưng có thể đánh được một đám người không nói xong anh ta liền gọi một cuộc điện thoại huỳnh nhân lắc lắc đầu nhìn thiều hải hà bằng ánh mắt thương hại đúng là kẻ tội nghiệp bị người phụ nữ kia bán đi rồi mà còn cười ngốc đếm tiền cho cô ta Gọi điện thoại xong, Thiều Hải Hà giống như đã tìm được người chống lưng, khiêu khích nói, tôi có quen biết với chuẩn úy tiết, phạm gia của quân khu, gã đang đến đây đấy, anh xong đời rồi. Huỳnh Nhân nghe vậy thì bật cười, anh nói ai cơ. Thiều Hải Hà nghĩ rằng Huỳnh Nhân sợ rồi, lập tức trở nên tự tin hơn, chuẩn úy phạm, sợ rồi à. Muộn rồi. Nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân càng trở nên rạng rỡ hơn, trực tiếp mặc kệ anh ta, tự mình nhấp một ngụm rượu vang. Bên phía Liễu Nham thì lại vô cùng lo lắng, ông ấy đã ở Minh Châu hơn 20 năm, cho nên biết rất rõ loại người nào không thể động vào. Một loại là ông lớn nắm quyền trong giới làm quan, loại còn lại, chính là người trong quân khu. Huỳnh nhân, hay là con mau đi đi, con không thể đắc tội với người trong quân khu được. Huỳnh nhân rót một ly rượu đỏ cho Liễu Nham, an ủi, nào, hai ba con ta cùng nhau uống một ly. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng một trận tiếng bước chân rồn rập một người đàn ông mặc thường phục dẫn theo một đám người, hời hợt đi tới. Thiều Hải Hà lập tức chạy tới bên cạnh người đàn ông lạnh lùng kia, anh Phạm, cuối cùng anh cũng đến rồi. Phạm ra hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng quát, ai là Huỳnh Nhân? Là tôi, Huỳnh Nhân lười biếng đứng dậy. Là anh đã đẩy anh ta xuống à? Phạm ra sắc bén nhìn Huỳnh Nhân, như muốn nhìn thấu toàn bộ lục phủ ngũ tạng của anh. Đúng vậy, anh có biết anh ta không biết bơi không? ánh mắt phạm gia trở nên lạnh lẽo nâng giọng lên quãng tám tôi sẽ bắt anh với tội danh cố ý giết người anh có quyền giữ im lặng ồ lời này vừa vang lên tất cả mọi người có mặt đều câm như hến đặc biệt là liễu nham vẻ mặt của ông ấy rất khó coi tranh chấp dân sự kiểu này gọi cảnh sát tới là được cứ phải kéo người của quân khu vào đây không phải là lợi dụng tư quyền sao thiều hải hà cười lạnh chế diếu chờ huỳnh nhân bị còng tay đây chính là kết cục khi chống lại anh ta. Tuy nhiên, ngay khi Phạm Gia chuẩn bị bắt Huỳnh Nhân, một chàng tiếng nói thô tục lớn đột nhiên truyền tới từ cầu thang dưới lầu. Vài người đàn ông say khướt cầm chai rượu, ôm nhau, lảo đảo đi về phía này. Trong số họ, có người khoe rằng mình đã ngủ quên trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 18 tuổi, có người thì kêu gào rằng mấy ngày trước mình suýt bị bắt khi đang tìm phụ nữ để giải khuây, có người còn lợi hại hơn, say đến nỗi đầu óc quay cuồng, hét lớn, mấy chuyện này của mọi người thì có là gì? Năm đó tôi còn suýt nữa ngủ với cô dâu trong đám cưới, chú rể không phải tôi, tôi lại ngủ với cô dâu. Ha 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 ha. Giọng nói rất lớn, ngoại trừ Huỳnh Nhân, tất cả mọi người đều nhíu mày, ngay cả Phạm Gia cũng hơi nhíu mày. Nhưng gã mặc kệ, tiếp tục đi về phía Huỳnh Nhân. Lúc ba đám người giao nhau, một trong những người đàn ông lực lưỡng đột nhiên đẩy mạnh Phạm Gia một cái. Tránh ra cho ông, đừng cản đường ông đây phạm gia không kịp đề phòng, bị đẩy ngã xuống đất. Mà đám đàn ông lực lưỡng kia giống như không nhận ra rằng mình đã đẩy ngã người ta, cứ như vậy ngồi xuống đất. Cần chơi kéo bao bố thì chơi, cần uống rượu thì uống, còn có người uống say, nằm xuống nền ngủ thiếp đi. Vô cùng càn quấy. Phạm gia tức giận đứng dậy, trong mắt hiện lóe lên vẻ u ám, đá mạnh vào mông người đàn ông lực lưỡng đang nằm ngủ say trên đất. Đứng dậy cho tao, có biết là đã đụng chúng người khác rồi không? cú đá này trực tiếp đá văng người đàn ông lực lưỡng đang ngủ ra rất xa. Nhóm đàn ông lực lưỡng đang vừa chơi kéo búa bao vừa uống rượu trầm mặc trong chốc lát, chẳng mấy chốc lại coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu, chơi kéo bao búa. Nhưng, tất cả mọi người đều cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng và ớn lạnh. Người đàn ông lực lưỡng rụi rụi đôi mắt ngáy ngủ, đứng dậy chửi đồng lên, mẹ nó, suýt nữa đã hôn được người đẹp rồi, ai lại đánh thức ông đây? Tao đánh thức mày đó. Phạm gia cao ngạo nhìn người đàn ông lực lưỡng, lãnh đạm nói. Mày sao? Tầm mắt mờ mịt của người đàn ông lực lưỡng dần trở nên rõ ràng, anh ta tự mình châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm phạm ra, nói thắt lưng của tao hơi đau, mày đá à? Tao đá. Phạm ra nhẹ giọng nói, cho mày ba giây xin lỗi tôi, nếu không, mấy người đều phải nằm đi ra. Người đàn ông lực lưỡng nghe vậy, không những không tức giận mà còn bật cười, nhìn về phía đám người đi cùng mình, mọi người nghe thấy chưa? Gã muốn đuổi chúng ta đi đúng không? Ha ha, tôi còn nhìn thấy gã đá anh cơ, có người cười nói. Một người cao lớn, mặc một bộ đồ đen xì từ đầu đến chân trong đám người cũng cười nói, không biết là ai nói với bọn tôi là ngàn chén không say, kết quả mới ba chén đã ngã, như vậy không được đâu. Gần đây trạng thái của tôi không được tốt lắm, hi hi. Người đàn ông lực lưỡng gãi gãi đầu, xấu hổ cười bầu không khí trở nên vui vẻ vô cùng sôi động không biết vì lý do gì trong lòng những người tham dự tiệc cưới đều có một cảm giác sợ hãi đến tận linh hồn những người này là sao vậy huỳnh nhân chậm rãi nhấp ngụm rượu lưu ăn trong chiếc áo khoác da bó sát xuất hiện sau lưng huỳnh nhân như một bóng ma không phải đã bảo giang bảo bớt bớt tí rồi sao huỳnh nhân hỏi giang bảo nói hôm nay là lễ cưới của thiếu chủ nên đánh mấy người không có mắt nhìn để góp vui chút Lưu An vô cảm nói, nhìn về phía Phạm Gia và Thiều Hải Hà như thể đang nhìn hai người đã chết. Huỳnh Nhân gật đầu, chậm rãi hỏi, Phạm Gia kia có lai lịch như thế nào? Chỉ là một chuẩn úy, đến mặt Giang Bảo cũng chưa từng nhìn thấy. Lưu An cười lạnh, Huỳnh Nhân không nói nữa, tiếp tục thưởng thức màn kịch hay này. Vậy anh định làm gì tiếp? Chỉ thấy nụ cười trên mặt người đàn ông mặc đồ đen biến mất, nói đến cuối, giọng nói đã mang theo sát khí nồng đậm vớt vát lại mặt mũi trước đã. Người đàn lực lưỡng lúc trước còn đang say rượu, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, cầm một chai rượu mao đài 56 độ đưa cho Phạm gia. Hôm nay là ngày vui của vương chủ, tâm trạng của mấy anh đây đang tốt, không tính toán với anh, uống hết chai mao đài này, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, còn kết bạn với anh, thế nào? chương 25, ông đây bắn chết gã. Câu nói này vừa vang lên, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt, trong lễ cưới đều thay đổi hoàn toàn, thậm chí Phạm Gia và Thiều Hải Hà còn cười. Thành tiếng, một chai Mao Đài 56 độ, dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng không thể uống hết trong một hơi được, huống hồ anh Phạm vốn đã quen uống rượu. "Vang, uống hết một chai, chắc chắn sẽ thủng dạ dày." Cái này là muốn giết người thì có. "Anh Phạm, đừng quan tâm đến bọn họ, còng tay tên nhóc." "Này trước" Tiêu Hải Hà đang muốn gây sự với Huỳnh Nhân, nhưng phạm ra. Là chuẩn úy, ở bên ngoài lại bị ức hiếp như vậy, làm sao gã có thể nuốt trôi cục. Tức này được, mày còn 30 giây. Đôi mắt phạm ra lạnh lùng u ám như rắn độc trong hang, nhìn. Người đàn ông lực lưỡng, sau đó lại nhìn về phía Huỳnh Nhân. Gã đang gửi một tín hiệu giết giết gà dọa khỉ cho anh. Gã xử lý đám đàn ông lực lưỡng này thế nào thì cũng sẽ xử lý anh thế ấy. Mẹ kiếp, cho cơ hội mà còn không thèm. Không ngờ tới, khuôn mặt của người đàn ông lực lưỡng kia lập. Tức trầm xuống, vung chai rượu trong tay lên, đập mạnh vào đầu Phạm Gia. Crop, nhưng Phạm Gia lại không hề ra tay, mà là người bảo vệ bên cạnh. Phạm Gia đã nhanh tay nhanh mắt dùng chân đá vỡ chai rượu. Nước rượu và mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn. Còn có vệ sĩ cơ à? Người đàn ông lực lưỡng thấy vậy, hai mắt chợt sáng lên, sải. Bước đến gần, nâng đầu gối, hung hăng lên gối một cái. Cú đá này rất hiểm, người chúng đòn trực tiếp con người lại. Như con tôm. Tất cả mọi người thấy vậy thì đều lùi lại một bước, ra đầu. Tê dần, ánh mắt càng thêm kinh hãi khi nhìn đám người lực lưỡng kia, dường. Như, bọn họ không thèm để chuẩn úy phạm của quân khu Minh Châu vào mắt. Anh, anh, xông lên hết đi. Phạm ra chỉ điểm hai người hai người kia liền lao thẳng về phía người đàn ông lực lưỡng. thấy mọi chuyện ngày ngày càng trở nên náo loạn mẹ con liếu cảnh nhiên và những người khác đều lùi lại phía sau vẻ mặt tái mét sợ sẽ ảnh hưởng đến bản thân quản lý hoắc cũng không biết phải làm sao đang định đi qua hỏi huỳnh nhân lại phát hiện huỳnh nhân vẫn bình tĩnh nhấp rượu như cũ mỉm cười nhìn mọi chuyện xảy ra ha ha mọi người nói xem phó vĩ kỳ mất bao lâu để hạ được hai người đó. Đúng lúc này, tiếng cười vang lên, một người đàn ông lực lưỡng. Hứng thú nói. Tôi làm nhà. Cái, mọi người cứ việc cược. Mới tỉnh được nửa phút, bây giờ đầu óc anh ta đang rất. Hỗn loạn, ít nhất phải hai phút rưỡi. Bớt nói linh tinh, cược bao nhiêu? Năm trăm. Tôi cược ba trăm, hai phút. Tám trăm, hai phút rưỡi. Người đàn ông lực lưỡng tên Phó Vĩ Kỳ còn chưa đánh nhau với hai người kia nhóm đàn ông ngồi dưới đất đã bắt đầu đặt cược tiền trông trả nghĩa khí chút nào anh giang bảo anh không nói gì sao đột nhiên người đàn ông ngồi ở giữa cười giả lả nháy mắt với người đàn ông da ngăm đen dáng người cao lớn một phút người đàn ông mặc đồ đen hờ hững thưởng thức rượu nhưng ánh mắt lại lướt ra phía ngoài lan can giống như không hề có hứng thú với trận đấu này như thể đây là một trận đấu mà kết quả đã được quyết định từ. Lâu, đám khốn nạn các người, ông đây đang bị bắt nạt, mấy. Người lại lấy ông đây ra cá cược, để ông đây khiến mấy người thua đến nỗi mất. Luôn quần lót, nghe được lời của những người đi cùng, Phó Vĩ Kỳ vô cùng tức. Giận, phát động một cuộc tấn công dữ dội, không cho người đối diện bất kỳ cơ hội. Phản kháng nào, bốp bốp bốp, anh ta giống như đang đánh bao cắt vậy, mọi người còn chưa. Nhìn thấy Phó Vĩ Kỳ ra tay như thế nào, hai người kia đều đã nằm trên mặt đất rồi. 59 giây, vẫn còn thừa một giây, người đàn ông mặc, đồ đen tên Giang Bảo bật cười. Nào nào nào, đưa tiền hết đây, không nhận ký nợ. Người đàn ông làm nhà cái lập tức vui mừng hét lên. Mẹ nó, những người này là ai, sao không có tiền đồ thế? Hại chúng ta mất tiền đám người thua cá cực lập tức giống như gà trống bại trận. Lớn tiếng mắng nhức chẳng ra thể thống gì, nhưng vẫn đưa tiền thua cá cực ra. He he, nhìn những tờ tiền đủ màu sắc trước mặt, người đàn ông làm. Nhà cái rất vui vẻ, cười nói. Tiền cá cực tối nay, đều là của tôi. Phạm gia cũng sửng sốt mất một lúc, nhưng gã nhanh chóng phản. Ứng lại, vẻ mặt ảm đạm nói. Mày có biết, đánh người ở đây sẽ có hậu quả như thế nào không? Hậu quả gì? Phó Vĩ Kỳ không để tâm đến những lời của Phạm Gia. Tự mình quay đầu lại xem. Lập tức, tất cả những người mặc đồ đen phía sau Phạm Gia vây. Quanh nhóm người đàn ông lực lưỡng, nhìn chằm chằm họ như hổ rình mồi. Thiều Hải Hà không hấp tấp ra lệnh cho mọi người hành động. Ngay, bởi vì anh ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thấy mọi chuyện càng ngày càng náo loạn, Liễu nham cảm thấy. Ra đầu có chút tê dại, nói với Huỳnh Nhân nói. Huỳnh Nhân, hay là chúng ta đi đi? Đi, tại sao? Huỳnh Nhân vẫn cười nhạt như cũ. Đợi xem xong màn kịch hay này hẵng đi cũng chưa muộn. Không biết thời biết thế gì cả, lát nữa bị bắt rồi thì đừng. Có làm liên lụy đến chúng tôi, vẻ mặt hai mẹ con liễu cảnh nhiên mất tự nhiên. Ghét bỏ nói. Nhiều người phết. Ở một bên phó vĩ kỳ nhìn thấy đám người kia vây kín lại không hề hoảng loạn mà ngược lại sắc mặt trầm xuống nói nhưng người mà tao muốn đánh cho dù hoàng đế có tới cũng không thể ngăn cản phó vĩ kỳ ngay khi phó vĩ kỳ chuẩn bị ra tay một giọng nói trầm thấp vang lên trở lại đột nhiên sắc mặt của phó vĩ kỳ hơi thay đổi anh ta quay lại nhìn người đàn ông đen thui ở giữa nhưng anh giang bảo quay lại giang bảo vô cảm lặp lại lần nữa được rồi giang bảo rất có uy tín phó vĩ kỳ mặt mày chán nản nhanh chóng quay trở lại bên cạnh giang bảo phạm gia cho rằng giang bảo là anh cả sợ đến nỗi cả người mềm nhún rồi ánh mắt của gã lập tức trở nên khinh thường quay đầu nhìn huỳnh nhân một cái ý là nhìn cho kỹ đây huỳnh nhân khẽ cười làm động tác tay bày tỏ mời tùy ý làm phạm gia bước đến chỗ giang bảo cao ngạo nhìn anh ta nói tao sẽ châm trước một chút trong một phút cút ra khỏi đây giang bảo cười nhẹ lắc đầu từ từ đứng dậy phạm gia còn tưởng anh ấy sẽ ngoan ngoãn rời đi không ngờ anh ấy lại trực tiếp đi tới trước mặt gã phun ra một ngụm khói tuyệt đẹp về phía gã tao nghĩ tốt nhất mày nên rút lại câu nói này phạm gia nghe xong ánh mắt trở nên ảm đạm hai người đối mặt nhau nếu tao không rút lại thì sao vì vậy giang bảo không nói gì nữa quay đầu nhìn tất cả mọi người một cái giọng nói lãnh đạm lẫn bình thản anh em của chúng ta bị bắt nạt ở bên ngoài giờ phải làm sao đây cùng với những lời này khí chất của nhóm người đàn ông lực lưỡng lười biếng đến mức như không có xương kia cũng thay đổi không còn vẻ lười biếng không say xỉn chỉ có sự cương nghị của người từng sông pha trận mạc vác qua súng đạn. Dầm dầm, vào một giây tiếp đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, tất. Cả những người đàn ông lực lưỡng kia đều rút ra một khẩu súng lục màu đen. Họng súng đen kịt giống như rắn hổ mang cực độc, chĩa vào. Người bên phía phạm ra. Ai dám động đậy, ông đây sẽ bắt chết người đó. Ngay lúc những người đàn ông lực lưỡng kia rút súng, Giang bảo. Cũng giống to một câu như tiếng sấm sét giữa trời quang, tất cả những người có mặt. Đều không dám lên tiếng, chỉ có tiếng gầm của Giang Bảo. Nơi này tràn ngập hơi thở nồng đậm của sự chết chóc, sự uy. Nghiêm một ngạt, tất cả những người nổi tiếng sợ đến mức tái mét mặt mày. Không dám nhúc nhích, chỉ có hình nhân là nở nụ cười nhàn nhạt từ đầu đến cuối. Audio điện tử võ tấn bền chương 26, hôm nay là ngày gì? tiếng gào của Giang Bảo giống như tiếng sấm rền nổ vang trên. Trời, chấn động đến mức màng nhĩ của tất cả mọi người ở đây kêu ong ong. Không chỉ Phạm Gia ngơ ngác mà Thiều Hải Hà cũng đần ra, đồng. Thời Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na, Liễu Nham và tất cả mọi người ở nơi đây đều. Giống hai người kia, trên trán Thiều Hải Hà đổ mồ hôi hột, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Một loại tâm lý khiếp sợ hệt như cơn lũ phá đê cuốn trôi đi sự kiêu ngạo vốn có của anh ta. Đám đàn ông vạm vỡ đó là ai? Tại sao ai nấy cũng cầm một khẩu súng lục? Thời buổi này, từ lúc nào mà súng lục lại phổ biến đến vậy? Chẳng lẽ, bọn họ giống như anh Phạm, cũng là người của quân khu? Hai chân Thiều Hải Hà run lẩy bẩy, vừa nãy, khi đám đàn ông đó mới vừa xuất hiện anh ta đã cảm thấy không yên lòng. Nhưng cụ thể là bất an ở chỗ nào thì lại không nói rõ được đến tận lúc này anh ta mới hiểu được rằng mình đã đụng phải. Người không nên đụng vào. Bất kể là ai đi nữa, dám dơ súng trước mặt mọi người thì cũng đã có vị trí rất to. Cùng với câu nói đó, ai dám nhúc nhích, ông đây bắn chết mẹ thằng đó. Trực giác cho Thiều Hải Hà biết đây không phải là lời dọa nạt. Mà bọn họ thực sự dám nổ súng. Rốt cuộc đám người này là thần thánh phương nào vậy? Đôi chân của Thiều Hải Hà đang run rẩy, nỗi hoảng sợ trong. Lòng bị phóng đại lên vô hạn. Phạm gia cũng khiếp sợ đến mức tái mặt, bị nhiều khẩu súng. Chĩa vào đầu đến thế, nói không sợ là lừa người. Gã hết cách, chỉ đành phải móc súng lục ra chĩa vào Giang Bảo. Nhưng mà Giang Bảo như thể không nhìn thấy, vẫn bước tới với. Ánh mắt rừng rưng, cộp cộp, cộp cộp, đôi ủng chiến đấu đặc chế dẫm trên mặt đất, phát ra âm. Thanh kỳ lạ, nghe những tiếng bước chân này trái tim của phạm gia đập thình thịch suýt chút không thở nổi đừng qua đây gã chĩa vào đầu của giang bảo rồi gào to giang bảo làm lơ tiếp tục đi sang đây không chỉ giang bảo để ngoài tai mà ngay cả đám đàn ông vạm vỡ ở đằng sau cũng như không nhìn thấy thậm chí còn cong môi cười khinh miệt như thể thứ mà phạm gia đang cầm trong tay không phải là súng thật mà là một khẩu súng đồ chơi nực cười vậy tao nói đừng qua đây phạm gia lại hoảng sợ la lớn cuối cùng gã móc ra thẻ bài quân nhân của gã tao là người của quân khu tao có quyền nổ súng mày nổ súng thử xem giang bảo đi đến trước mặt phạm gia lạnh lùng nhìn phạm ra chỉ là một ánh nhìn thôi mà phạm gia như rơi vào hang băng như thể bị ném vào một không gian lặng thinh cảm giác tuyệt vọng tột cùng này sinh một cách tự nhiên Huỳnh Nhân nhấp một ngụm vang đỏ, rồi ăn vài miếng hải sản. Cá thịt trông cực kỳ ung dung. Bọn họ có súng, sao con lại làm như mình là người chẳng? Liên quan đến thế, Liễu Nham bị đám người giang bảo làm cho kinh hồn bạt vía vừa quay đầu lại phát hiện Huỳnh Nhân vẫn nhởn nhơ hết ăn tới uống, lập tức sốt ruột. Không thôi, vậy con nên có phản ứng gì? Sợ hãi đến nỗi tè ra quần. Giống như họ sao? huỳnh nhân chỉ mấy người đàn ông thượng lưu ướt quần bên cạnh cười nói anh ngừng đôi chút rồi hạ giọng nói với liễu nham ba nói cho ba biết một bí mật con quen bọn họ con trong phút chốc con người của liễu nham mở to ngay sau đó sắc mặt hết đỏ lại trắng khó thể tin mà nhìn huỳnh nhân một lúc lâu vẫn không thốt nên lời giang bảo đến trước mặt phạm gia trên mặt ngoại trừ sự bình tĩnh thì không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Anh ấy vừa nhìn Phạm Gia vừa chậm chậm giơ tay lên, khiến cho Phạm Gia kinh hãi vô cùng. Mày muốn làm gì? Bộp! Giang Bảo không trả lời mà chỉ vỗ nhẹ vào bả vai của Phạm. Ra, rồi một tay tóm lấy súng lục trong tay, bấy giờ mới cười nhạt. Yên tâm đi, chúng tôi không bắn quân nhân. Chưa kịp để Phạm Gia thả lỏng, Giang Bảo đã lại choàng vai. Phạm Gia đi đến chỗ lan can, anh ấy chỉ những chiếc trực thăng quân sự xếp hàng ngay ngắn. Đang đậu bên bờ sông Minh Châu, còn bên cạnh là một loạt xe vuông vức tối màu. Toát lên sự lạnh lẽo và không có biển số xe, hỏi. Có nhìn thấy những chiếc trực thăng và xe đó? Không. Thấy, nhìn thấy. Phạm ra nhìn mà mí mắt giật giật, gã quá quen với những chiếc xe và trực thăng này, vốn là của quân khu bọn họ trực thăng và xe của quân khu Minh Châu sao lại đậu ở đây? Trước đó lúc Phạm Gia đuổi sang đây không hề nhìn thấy cảnh. Tượng mấy chục chiếc trực thăng bay lượn trên vùng trời, Thiều Hải Hà muốn nói. Cho Phạm Gia biết nhưng cũng không có gan. Chiếc thứ nhất là xe công vụ của Tổng tư lệnh đơn vị 1. Thuộc quân khu Minh Châu, ông ấy đã tham gia hơn 10 chiến dịch lớn nhỏ, đã giết. Không một ngàn cũng 800 quân địch. Giang bảo chỉ một chiếc trực thăng màu đen cách đó không xa. Hờ hững nói, anh ấy im lặng một lúc rồi chỉ chiếc trực thăng bên cạnh đó. Nói, chiếc này là xe công vụ của Tổng tư lệnh tiểu đoàn. Hai, ông ấy đã từng anh dũng giết địch, chỉ dẫn vỏn vẹn một đội 500 người. Vây quét tiểu đội quân địch 2.000 người. Chiếc này là, Giang bảo giới thiệu từng chiếc một, phạm Gia nghe mà toát mồ hôi như mưa, đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch, miệng lắp bắp mấy câu nhưng lại. Không thể thốt ra lời, toàn thân run như cầy sấy, dường như kinh hoàng đến nỗi. Có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Gã chỉ là một chuẩn úy lên được nhờ mối quan hệ, luôn cả mặt. Của ông lớn quân khu cũng chưa từng thấy, sao có thể sánh bằng những anh hùng. Quốc gia này chứ, người mà mày vừa mới đá là tân binh xuất sắc nhất của. Quân đoàn vạn tuế thuộc quân khu Minh Châu, được ca ngợi là vua của tân binh trong chiến dịch chống khủng bố đã từng một phát bắn trúng đầu của một ông trùm giang bảo mặt không cảm xúc giới thiệu sau đó giọng nói trở nên lạnh lẽo vô cùng chỉ cần cậu ta muốn một cú điện thoại thôi đã có thể khai trừ chức vị quân đội của mày và đưa mày ra tòa án quân sự tiếng nói của anh ấy không nặng nhưng lại vang vọng khắp hội trường như sấm rền tất cả mọi người kinh hồn bạt vía lùi lại mấy bước những người này đều là người của quân khu liễu nham lặng người nhìn huỳnh nhân vẫn đang mỉm cười uống rượu ông ấy không sao tin được huỳnh nhân lại quen biết với những ông lớn của quân khu phịch bất thình lình phạm ra nhũng chân tay chân mất sức ngã ngồi xuống đất đờ đẫn nhìn giang bảo vậy anh là những người này giống gã cũng thuộc quân khu minh châu nhưng quân hàm cao hơn gã rất nhiều bình thường ngay cả mặt cũng chẳng thấy được người thanh niên cao to da ngăm đen này lại là thủ lĩnh của bọn họ vậy anh ta là chỉ thấy giang bảo vô cảm nói tao tên giang bảo đám anh em hay gọi tao là tham mưu giang ầm ngay sau đó cơ thể phạm ra run bần bật như thể bị tấn công mạnh gã chưa từng thấy mặt tổng tư lệnh quân khu minh châu nhưng mà đã từng nghe đến tên của anh ta, tên là Giang Bảo. Nghĩ đến đây, trái tim phạm ra như nguội lạnh, ngoảnh lại mở. To mắt nhìn Thiều Hải Hà cũng đang thử người ra. Tên khốn đáng chết, phá hủy con đường làm quan của tao. Có đánh chết gã cũng không muốn nói ra rằng người mà gã gây. Sự lại là trùm của quân khu Minh Châu, Giang Bảo. Tham mưu Giang, tôi không biết mà, tôi thật sự không. Biết, tôi đáng chết, là tôi có mắt như mù, xúc phạm anh và anh em của. Anh, bỗng có tiếng tát dữ dội vang lên, phạm ra quỳ dưới đất. Hai tay tát vào mặt của mình liên tục. Chẳng mấy chốc mặt của gã đã sưng vù. Đôi mắt gã cũng đỏ, cứ mãi lặp lại một câu nói là tôi không. Biết, kẻ không biết không có tội, gã hy vọng Giang Bảo có thể thứ. Lỗi cho mình. Thế nhưng Giang Bảo lại lạnh lùng nhìn gã, hỏi rằng. Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Phạm gia không hiểu, lắc đầu. Ngày gì cơ? Hôm nay là ngày vui của vương chủ, giọng nói của Giang Bảo bỗng trở nên lạnh lẽo. Chương 27, Cút. Cùng với những lời này, một luồng sát khí lạnh lẽo hiện lên, nặng nề chiếm lấy không khí xung quanh, tất cả mọi người đều nín thở. Hôn lễ này được cử hành theo hình thức nặc danh, nên dù đã đến dự hôn lễ rồi, họ cũng chỉ biết cô dâu là Liễu Phi Tuyết mà thôi. Còn lại họ chỉ thấy một cái bóng lưng của chú rể từ phía xa xa căn bản không có cách nào biết được rốt cuộc chú rể là ai câu nói này của giang bảo lại để lộ một ít thông tin hữu dụng chú rể có liên quan tới quân khu bọn họ gọi chú rể là vương chủ mày có biết vương chủ là ai không giang bảo lạnh giọng hỏi phạm gia lắc đầu đôi mắt càng mù tịt hơn anh ấy là chiến thần quân đội cửu ngũ trí tôn là thần thoại tạo nên vô số truyền kỳ vừa nhắc tới vương chủ biểu cảm giang bảo trở nên nghiêm túc trên khuôn mặt đen thui hiện lên một vẻ sùng bái và đầy khao khát anh ấy là thượng tướng hộ quốc chỉ cần có anh ấy nhất định nam hạ sẽ là một chốn yên bình kẻ xấu bốn phương không ai dám tới năm năm chinh chiến xuất ngũ vẻ vang cũng vì để cho người anh ấy yêu một gia đình bây giờ họ kết hôn cả nước cùng vui mừng vậy mà mày lại dẫn người tới đập phá giang bảo chuyển chủ đề nhìn phạm gia bằng ánh mắt lạnh băng giọng nói lạnh lẽo mày sống đủ rồi phải không không phải không dám phạm gia cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề gã lắc đầu liên tục gã thật sự hối hận đến tím cả ruột vốn dĩ tối nay gã không nên tới có phải mày cảm thấy mình có quyền có thế là cao hơn người khác một bậc rồi không giang bảo dập tắt điếu thuốc lá rồi chợt nhấc chân lên tàn nhẫn thuốc gối vào bụng của phạm gia quẹ trong nháy mắt cơ thể phạm gia cong lên hệt như một con tôm vậy ngay sau đó gã phun ra một đống nước chua sắc mặt gã trắng bệnh cả nước mắt cũng tràn ra giang bảo có thể trở thành một phần trong quân khu không chỉ dựa vào những chiến công lớn nhỏ mà phần lớn là nhờ thực lực hùng mạnh và khí thế một cú lên gối đã suýt nữa phế bỏ Phạm Gia. Đứng cho thẳng lên, quân nhân phải có dáng vẻ của. Quân nhân, Giang Bảo Sách Phạm Gia đang nằm dưới đất lên, thản nhiên nói. Cả hội trường im phăng phắc, không ai dám nói chuyện. Đến cả hô hấp cũng trở nên xa xỉ. Thật khó mà tưởng tượng nổi, Phạm Gia mà 5 phút trước còn hùng Hồ, đòi bắt Huỳnh Nhân vì tội danh cố ý mưu sát không thành, 5 phút sau lại bị người ta dậy dỗ như vậy mà huỳnh nhân, kẻ, đầu sỏ, cho tất cả chuyện này lại. Chưa từng nói câu nào, mỉm cười thưởng thức toàn bộ quá trình. Chuẩn úy phạm ra. Bỗng nhiên, Giang bảo hét to một tiếng, nhìn phạm ra. Quát, lạm dụng tư quyền, cấu kết quân thương, đã phạm. Tội lớn tay trời, anh đã bị cách chức, anh có ý kiến gì không? Không có ý kiến, khuôn mặt phạm ra đau khổ. Cũng không dám cầu xin. Với gã mà nói, chỉ bị cách quân chức không truy cứu trách nhiệm cá nhân đã là cực kỳ may mắn rồi bấy giờ giang bảo mới gật đầu thả lỏng phạm gia ra rồi phủi phủi tay lúc này mấy người vạm vỡ hung ác phía sau kia mới cất súng ống đi một cách miễn cưỡng bảo anh em quân khu đi đi súng trong tay người quân nhân mãi mãi được dùng để bảo vệ quốc gia chứ không phải để chĩa vào nhân dân nước mình giang bảo nói phạm gia chịu đau bò dậy khỏi mặt đất ra lệnh cho cấp dưới của mình rời khỏi minh châu một rồi bản thân cũng ảo não đi mất cậu theo tôi qua đây giang bảo lại lạnh lùng nhìn thoáng qua thiều hải hà sau đó bèn đi về một phía nhìn theo hướng đó cả khuôn mặt thiều hải hà đều trở nên vặn vẹo không phải vì đau đớn mà vì anh ta có phần không thể chấp nhận được sự thật ở phía nhà họ liễu mẹ con liễu cảnh nhiên sợ đến mức mặt đầy hoảng sợ bọn họ đi về phía chúng ta liễu nham thấy thế trong mắt cũng hiện lên sự lo lắng nhưng vẫn là đứng lên hỏi có chuyện gì hà giang bảo đứng yên lại quan sát tỉ mỉ liễu nham mấy lần rồi chợt nhếch mép nở nụ cười bác trai liễu bác trai liễu nham lập tức bị cách xưng hô này làm cho hơi sững ra mà hai người liễu cảnh nhiên và liên thúy na cũng bối rối các anh có phải các anh nhận nhầm người rồi? Không. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại. Nhìn thoáng qua Huỳnh Nhân, người vẫn đang mỉm cười thử rượu một cách không thể tin nổi. Sao lại vậy được? Liễu Cảnh Nhiên trợn tròn mắt, vì sao thằng rác rưởi này lại quen biết người đứng đầu quân khu chứ? Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, Liễu Cảnh Nhiên bèn thở. Phao một cái. Bởi lẽ đúng là Giang Bảo đi về phía Huỳnh Nhân, nhưng anh ấy cũng không đến trước mặt Huỳnh Nhân mà chỉ gật đầu qua lại với Huỳnh. Nhân rồi đi lướt qua người này, tới trước mặt Lưu An đứng sau lưng Huỳnh Nhân. Như bóng ma, cung kính bày ra một cái chào kiểu quân đội tiêu chuẩn. Lưu An cũng đáp lễ. Nhìn thấy một màn như vậy, liễu cảnh nhiên thấy buồn. Cười, tự thấy suy nghĩ trước đó của mình là hoang đường, đôi mắt nhìn Huỳnh. Nhân cũng đầy vẻ xem thường. Buồn nhão thì không thể chát tường, sao nó có thể quen biết loại nhân vật lớn như vậy chứ. Trong 5 năm này, Huỳnh Nhân bị cuốn vào một vụ án quốc. Tế quan trọng, 10 thì có đến 8, 9 phần người phụ nữ tên Lưu An này là Người của Cục An ninh Quốc gia, bảo vệ nhân chứng quan trọng. Người đứng đầu quân khu quen biết người của Cục An. Ninh Quốc gia cũng không có gì lạ. Tiếp đó, Giang Bảo nói chuyện với Lưu An. Điều khiến người ta phải trợn to mắt là Giang Bảo, người cực kỳ ngang ngược khi đứng trước mặt những người khác, lại cẩn thận với Lưu An. Từng ly từng tí, Lưu An, ít nói vài câu đi, lúc này Huỳnh, nhân lên tiếng, giọng nói bình thản, nhưng lại mang vẻ uy nghiêm không. Cho từ chối, dạ, Lưu An lập tức lên tiếng rồi đứng ra sau Huỳnh nhân. Thiều Hải Hà đứng bên cạnh cắn răng thật chặt, nhìn Huỳnh. Nhân bằng ánh mắt âm trầm. Anh ta cảm thấy đẳng cấp ở đây loạn hết lên rồi rõ ràng anh ta mới là cậu ấm nhà giàu có quyền có thế vậy mà lại bị coi như cặn bã vậy rõ ràng huỳnh nhân chỉ là một thằng rác rưởi khuất mặt năm năm lại được tôn sùng là thần linh thế đạo này là thế nào có phải ban nãy nó chống đối anh không đột nhiên giang bảo nhìn về phía huỳnh nhân bất ngờ hỏi không tính là chống đối chỉ là miệng hơi hôi chút huỳnh nhân vừa cười vừa nói được Giang Bảo gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiều. Hải Hà, xin lỗi đi. Vì sao tôi phải nói xin lỗi? Vừa nghe anh ta nói như thế, khuôn mặt Thiều Hải Hà đột. Nhiên vặn vẹo, nhìn Huỳnh Nhân với đôi mắt giận dữ. Với anh ta, tối hôm nay là một cơn ác mộng. Người trong lòng kết hôn, còn bị thằng rác rưởi đào. Hôn 5 năm trước ném xuống sông Minh Châu, bây giờ bảo anh ta xin lỗi nó nữa. Thiều Hải Hà lập tức giận điên lên, nếu có một con dao. Ở đây, chắc chắn anh ta sẽ không hề do dự mà đâm về phía Huỳnh Nhân. Xin lỗi nhanh, đôi mắt của Giang Bảo Càng. Lạnh hơn chút nữa, lạnh lùng nói. Chỉ vòn vẹn hai chữ đã ngập tràn khí thế, ép cho Thiều. Hải Hà không thở nổi. Loại khí thế này, chỉ có người đã thật sự trinh qua. Chiến trường, từng giết người, mới có được. Tuy nhiên, thiều hải hà vẫn không hề định xin lỗi các người dùng vũ lực chèn ép dân thường nếu như chuyện đến tai cấp trên không ai gánh nổi đâu ha ha mày đang dọa tao đấy à giang bảo cười khẩy một cái huỳnh nhân cũng hơi lắc đầu anh rất rõ tính cách của giang bảo nếu như thiều hải hà ngoan ngoãn nói lời xin lỗi anh ấy sẽ không làm khó thiều hải hà quá nhiều không ngờ anh ta lại đi uy hiếp giang bảo vậy thì hết cách rồi quy xuống ngay sau đó giang bảo hét to một tiếng âm điệu như sấm xét ầm trời dọa cho mọi người giật nảy mình bịch không cho thiều hải hà quá nhiều thời gian giang bảo đã đá một cú vào sau đầu gối anh ta trong sự bất ngờ không kịp đề phòng thiều hải hà mất thăng bằng khuỵu một chân xuống trước mặt huỳnh nhân bịch lại thêm một cái nữa giang bảo lại đá một cú vào trên đầu gối chân khác của thiều hải hà thế là anh ta hoàn toàn quỳ xuống trước mặt huỳnh nhân trong giây phút quỳ xuống cả khuôn mặt thiều hải hà đều trở nên vặn vẹo huỳnh nhân vẫn giữ dáng vẻ cười hả hê như cũ nhàn nhã lắc ly rượu nói cần gì phải vậy xin lỗi giang bảo la to thiều hải hà cắn răng thật chặt khuôn mặt không cam lòng tuy nhiên tình thế ép người dù anh ta có không muốn đi nữa thì cũng chỉ có thể nói ra mấy chữ mà đã lâu rồi anh ta không nói kia xin lỗi nụ cười trên mặt huỳnh nhân biến mất anh đột một đứng dậy đá một cú vào cằm của thiều hải hà crack tiếng vỡ vụn vang lên hai cái răng cửa bị đá gãy máu loãng chảy đầy đất miệng của thiều hải hà toàn là máu hệt như vừa ăn thịt người xong vậy coi như hai cái răng cửa là cái giá mày phải trả khi mày đã nhục mạ tổng giám đốc liễu tối nay huỳnh nhân nhìn thiều hải hà với vẻ ăn trên ngồi trước giọng điệu lạnh lùng còn nữa về nói lại với thiều gia nguyệt ngừng chơi mấy cái trò vặt vãnh này đi cút chữ cút vừa phát ra cả người thiều hải hà nảy lên một cái rồi lăn một vòng chạy ra khỏi minh châu số một trước khi đi còn không quên liếc huỳnh nhân một cái đầy thù hằn chương 28, tới từ chỗ nào thì về lại chỗ đó. Sau khi Thiều Hải Hà rời khỏi, các bên đại diện cho. Các gia tộc lớn cũng đua nhau đứng dậy cáo từ. Có vết xe đổ là Thiều Hải Hà, ai lại dám chạm đến giới. Hạn của Huỳnh Nhân nữa. Thậm chí, trước khi đi, họ còn mỉm cười chào hỏi nhà họ. Liễu. Điều này khiến cho Liễu Nham có hơi mờ mịt. Phải biết, là nếu ở trong tình huống bình thường, có khi đến cả liếc thì những gia tộc này cũng không thèm liếc sang ông ấy. Mà nói ra cũng nực cười thay, người tạo ra hiện tượng. Thế này lại là, rác rưởi trong miệng vợ và con gái ông ấy. Liễu Nham quay đầu lại, chợt phát hiện ra huỳnh nhân. Đã biến mất rồi, ông ấy đang định đi tìm, bên tai lại truyền đến giọng điệu đờ. Thế của Liên Thúy Na, người đã đi rồi còn tìm cái gì nữa, ông có rảnh dối thì chi bằng nghĩ xem giải quyết chuyện hợp tác với lệ tinh như thế nào. Đi, vừa nhắc tới chuyện hợp tác, Liễu Nham cũng trao mày. Nói, chuyện hợp tác tôi sẽ nghĩ cách, bà đừng gây rối Nữa là được, tôi gây rối Lời của Liễu Nham đã hoàn toàn chọc giận Liên Thúy Na. Ông không có mắt à, con trai bảo bối của ông chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Người tài giỏi thật sự là cái cô bảo vệ nó kia. Kia, có liên can gì tới nó trông cậy vào nó hả đời này ông đừng có mà mơ hai tay liên thúy na chống nạnh nói với vẻ châm chọc may mà trước đó tôi đã bảo cảnh nhiên đi làm quen với nhiều cậu ấm nhà giàu nói xong bà ta bèn vẫy vẫy tay với một hướng liễu cảnh nhiên và một người đàn ông ăn vận gọn gàng cầm rượu vang bước tới mẹ liễu cảnh nhiên đi về phía mẹ mình là liên thúy na bèn gọi ôi chao liên thúy na lập tức chuyển thành một khuôn mặt tươi cười tủm tìm hỏi con nói chuyện với cậu hào thế nào rồi tốt lắm ạ à. liễu cảnh nhiên mỉm cười nhìn thoáng qua người đàn ông đẹp trai ở bên cạnh nói cậu hào hài hước dí dỏm tính cách thẳng thắn là một người đáng để dựa vào nghe vậy liên thúy na cũng mỉm cười tâu toét sau này hai nhà chúng ta nên qua lại với nhau nhiều một chút ở Minh Châu, mặc dù nhà họ hào không bằng tứ đại hào. Môn, nhưng cũng là gia tộc nhị lưu số 1, số 2 rồi. Quan trọng nhất là nhà họ hào lập nghiệp dựa trên sản. Nghiệp vui chơi giải trí, có tiếng nói nhất định trong giới giải trí ở khu vực. Giang Chiết, người đàn ông đẹp trai cũng kiểu đã, nhận ra nhưng. Không nói toạc, khẽ gật đầu với Liên Thúy Na. Cảnh nhiên đã kể hết chuyện với cháu rồi ạ, à, chuyện. Đó không khó thật vậy à liên thúy na càng thấy vui vẻ hơn nữa vậy là tình cảm tốt rồi ở đây có rất nhiều công từ trẻ tuổi đầy triển vọng nhưng trong đó cảnh nhiên nhà bác vừa liếc mắt là đã phải lòng cháu rồi mẹ đừng nói nữa liễu cảnh nhiên đỏ mặt gắt giọng hào uy nghe vậy cũng mỉm cười nói chuyện người đại diện cháu sẽ giải quyết ngoài ra ý của ba cháu là hai nhà chúng ta nên qua lại với nhau nhiều hơn một chút. Đúng, đúng, Liên Thúy Na mừng rỡ. Sau khi tiến hảo uy đi, Liên Thúy Na lập tức liếc liếu. Nham, có thấy không, hảo uy sẽ giúp chúng ta giải quyết. Chuyện người đại diện, ông phải để cho tôi và cảnh nhiên chịu trách nhiệm chính. Chuyện hợp tác với lệ tinh. Liễu Nham hừ lạnh một cái, liếc Liên Thúy Na, ném ra một. Câu, bà đã bán con gái rồi nói xong bèn xoay người rời khỏi này gì mà bán con gái ông mau nói rõ ràng cho tôi liên thúy na không hài lòng lập tức mắng mỏ nhưng liễu nham đã đi xa rồi bà ta không còn cách nào khác ngoài câm miệng mẹ ba nói là đi về trước chúng ta cũng về đi thôi liễu cảnh nhiên nói về cái gì mà về khuôn mặt liên thúy na lại sầm xuống bà ta nói chúng ta đã giải quyết được vấn đề người đại diện. Tất nhiên phải nói ngay cho Tổng Giám Đốc Liễu biết rồi. Chưa kể đây còn là cơ. Hội tốt để tiếp cận với Tổng Giám Đốc Liễu, nhất định chúng ta phải nắm nó cho. Thật chặt, lẽ nào con thật sự muốn chắp tay tặng lại vị trí phụ trách hạng mục? Cho thằng rác rưởi kia à? Liễu cảnh nhiên cảm thấy mẹ có lý, nhưng vẫn thấy hơi. Trần trừ. Hôm nay là ngày đại hôn của Tổng Giám Đốc Liễu, có phải bàn chuyện công việc với cô ấy hơi không hay không? Có gì mà không hay, không phải chỉ kéo dài thêm. Mấy phút thôi sao? Vậy được rồi. Thế là Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na cùng đi về phía. Phòng dành cho khách quý. Sau hai tiếng di chuyển, Minh Châu số một từ từ cập. Vào bến, khách khứa tham gia tiệc cưới nhau nhau rời khỏi tàu. Lúc này, một bóng người đang đứng chắp tay trong căn, phòng, dành cho Tổng thống, xa hoa nhất Minh Châu số hiệu 1, thu hết cảnh tượng. Ở bên dưới vào mắt, tiểu như đã ngủ chưa? Huỳnh nhân chợt xoay người lại, nhìn liễu phi tuyết đã. Đổi lại đồ công sở ban đầu, hỏi. Dù là trang phục công sở cứng nhắc nhưng mặc trên người. Cô lại mang một vẻ đẹp độc đáo, riêng biệt. Ngủ rồi, liễu phi tuyết ngồi trên ghế xô. Pha, bình tĩnh như nước nói. Thật à. Huỳnh nhân gật đầu, đóng cửa sổ lại. Những thứ này đều là anh làm đấy à? Liễu Phi Tuyết đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn Huỳnh. Nhân với đôi mắt thăm dò. Người kia khẽ gật đầu, không nói gì cả. Tốn bao nhiêu tiền, đôi mắt Liễu Phi Tuyết. lóe lên một cái, cô hỏi tiếp. Huỳnh Nhân mỉm cười, biết Liễu Phi Tuyết muốn nói gì. Tiếp theo, bèn ngồi xuống trước mặt Liễu Phi Tuyết, nhìn khuôn mặt trang điểm. Tinh xảo của cô, nói. Đây chỉ là một phần thôi, những gì anh thiếu em. Khó mà trả hết trong kiếp này, anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để bồi thường. Cho em, chỉ là bồi thường thôi sao? Liễu Phi Tuyết hơi biến sắc, đột nhiên thấy hơi thất vọng. Mất mát, cô nói, nếu như không có vụ bắt cóc kia, có thể cả đời này chúng ta cũng không xuất hiện chung với nhau. Đúng vậy, nếu như không có vụ bắt cóc kia, chúng ta sẽ không gặp được nhau. Ánh mắt Huỳnh Nhân cũng hơi nhoáng lên, nhớ lại chuyện bị bắt cóc 5 năm trước đó, biểu cảm trở nên lạnh nhạt. Anh hỏi: "Vì sao 5 năm trước em lại bị bắt cóc?" Đây là câu hỏi mà Huỳnh Nhân khá là quan tâm. Một đám người áo đen, đến không hình, đi không bóng, như ma quỷ đồng thời bắt cóc Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết, nên mới dẫn tới lần đầu hai người gặp nhau. Nếu như nói Huỳnh Nhân bị bắt cóc là vì Thiều Gia Nguyệt, quấy phá vậy thì cuối cùng chúng bắt cóc liễu phi tuyết là vì cái gì? Tiền thì là không thể rồi, huỳnh nhân mơ hồ có cảm. Giác rằng đây là một chuyện rất khó lường. Câu hỏi này cũng khiến cho liễu phi tuyết rơi vào im lặng. Chắc là xung đột trong vấn đề kinh doanh. Bản thân liễu phi tuyết suy đoán, mà cô cũng không chắc chắn. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Ai đó? Liễu phi tuyết đang suy nghĩ về vấn đề thì mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang cô lập tức sầm mặt lại lúc đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó cô không thích bị cắt đứt bên ngoài cửa truyền đến giọng nói rẻ rặt của giang hy văn tổng giám đốc liễu là tổng giám đốc liên và cô liễu từ phía đối tác của công ty bọn họ nói đã tìm được phương án phù hợp rồi không phải tôi đã nói tối nay không ai được làm phiền tôi à đuổi bọn họ đi khuôn mặt liễu phi tuyết lạnh lẽo hơi giận nói. Dạ tổng giám đốc liễu. Giang Hy Văn bị dọa đến nhảy lên vội vã rời khỏi phòng. Sếp, chỉ lo mình đã nghe được thứ gì đó không nên nghe. Cô ấy vừa đi ra đã nhìn thấy Liễu Cảnh Nhiên và Liên. Thúy Na đang đợi ở cửa với khuôn mặt tươi cười. Thư ký Giang, giám đốc Liễu có thời gian. Không, Liên Thúy Na chào đón với khuôn mặt vui vẻ, nhưng bà. Ta còn chưa nói hết lời đã Giang Hy Văn đang giận sôi lên mắng ngược lại cút đi cho tôi, tới từ chỗ nào thì về lại chỗ. Đó, chương 29, Cẩn Mai. Lời của Giang Hy Văn khiến Liên Thúy Na choáng váng. Thư ký Giang, ý của cô là sao? Bà ta biến sắc nhìn Giang Hy Văn. Chúng ta tìm Tổng Giám Đốc Liễu là vì có chuyện. Gấp, nếu cứ trì hoãn, cô gánh nổi sao? Vừa nói ra những lời này, bà ta lập tức hối hận. Dù Giang Hy Văn là thư ký của Liễu Phi Tuyết, nhưng nếu xét về địa vị thì không thua kém gì bộ trưởng trong ngành dầu mỡ thậm chí có không ít các vị lãnh đạo chức cao thay nhau lấy lòng cô ấy ồ quả nhiên ánh mắt giang hy văn cũng hiếp lại âm thanh lạnh đi bà nói gì vậy một loại cảm giác áp bức đập vào mặt ở bên cạnh liếu phi tuyết lâu rồi đến cả khí thế của thư ký cũng được bồi dưỡng ngày càng lớn mạnh thư ký giang chúng tôi không có ý này đâu Liên Thúy Na vội vàng bày tỏ ái náy. Thư ký Giang, tôi xin lỗi về lời vừa nãy nhé. Nhưng mà, chúng tôi đã tìm được minh tinh sẵn lòng ra mặt đại diện, cần bàn bạc. Với Tổng Giám Đốc Liễu về chuyện người Tổng phụ trách. Nhưng, Giang Hy Văn vẫn ra vẻ rừng rưng, thậm chí còn. Cười châm biếm. Có chuyện gì ngày mai nói sau, chút việc vặt. Vãnh của mấy người đáng để Tổng Giám Đốc Liễu hy sinh khoảng thời gian trong. Đêm tân hôn của mình à nếu như mấy người cho rằng mình bị đối đãi bất công thì vẫn nên suy nghĩ một chút xem làm sao gây dựng mối quan hệ tốt với ngài huỳnh đi giang hy văn đã đoán được ý đồ của mẹ con liễu cảnh nhiên từ trước tiếp tục đanh giọng nói không khách khí mà nói chúng tôi coi trọng ngài huỳnh chứ không phải nhà họ liễu mấy người nếu như không có ngài huỳnh bà cảm thấy việc cạnh tranh này sẽ đến lượt nhà họ liễu mấy người ư một loạt lời nói của Giang Hy Văn tựa như một cước. Chân đang dẫm lên mặt bọn họ, đạp nát lòng tự tôn của bọn họ. Về thân phận của người tổng phụ trách, mấy người. Khỏi suy nghĩ nữa, không ai khác chính là Ngài Huỳnh. Nếu như đổi người, lệ. Tinh chúng tôi sẽ lập tức cắt đứt quan hệ đối tác với nhà họ liễu mấy người. Sau khi nói như đinh đóng cột, Giang Hy Văn dẫm dày. Cao gót rời đi. Chỉ còn mẹ con liễu cảnh nhiên đứng ngơ ra tại chỗ lại là tên phế vật huỳnh nhân đó sau khi hoàn hồn gương mặt liên thúy na tràn đầy vẻ thâm độc dừng một chút bà ta nhìn về phía liễu cảnh nhiên nói cảnh nhiên ngày mai con đi tìm huỳnh nhân đi dù dùng cách gì cũng phải khiến cậu ta phun ra vị trí của người tổng phụ trách yên tâm đi mẹ huỳnh nhân còn thích con nhất định sẽ cho con mà chuyện kiếm hiệp hay hai mẹ con đi xuống minh châu số hiệu một đây là người nhà của anh nga à. căn phòng sang trọng tại minh châu số hiệu 1. liễu phi tuyết lạnh lùng nhìn huỳnh nhân cứng rắn nói bất chấp lý lẽ không cần để trong lòng huỳnh nhân mỉm cười nghĩ đến phản ứng trước đó của liễu phi tuyết trong lòng thoáng ấm áp em không muốn anh phải chịu cơn tức giận của bọn họ đúng không liễu phi tuyết trở nên căng thẳng anh không nên suy nghĩ nhiều chỉ đơn giản là em không thích bọn họ anh biết huỳnh nhân vẫn cười khẽ thời gian không còn sớm nữa ở đây chỉ có một chiếc giường tròn liễu phi tuyết huyền chuyển ra lệnh đuổi khách huỳnh nhân gật đầu đứng lên mặc dù hai người đã tổ chức hôn lễ nhưng tạm thời liễu phi tuyết vẫn chưa thể chấp nhận anh anh cũng không có tư cách ngủ chung phòng với liễu phi tuyết thời gian sẽ cho ta câu trả lời ngủ ngon mơ đẹp sau khi huỳnh nhân chúc liễu phi tuyết ngủ ngon liền đứng dậy rời đi huỳnh nhân bỗng nhiên liễu phi tuyết gọi anh lại huỳnh nhân dừng bước quay đầu nhìn cô đầy kinh ngạc em không quen với thiều hải hà liễu phi tuyết vẫn quay lưng về phía anh âm thanh rõ nặng nề nói anh đừng nên suy nghĩ nhiều nhé rõ ràng là cô không khéo trong việc giải thích nên mang theo đôi chút chột giả huỳnh nhân ngẩn ra sau đó cảm thấy thú vị mỉm cười gật đầu anh biết mà còn nữa, chiều mai em có một buổi họp, sẽ họp đến. Tối muộn, anh đến nhà trẻ đón tiểu như giúp em nhé. Liễu Phi Tuyết lại nói. Lần này, giọng điệu đã trở nên cứng ngắc, đồng thời nồng. Nạp mùi ra lệnh. Huỳnh Nhân nghe vậy, anh đáp lời. Không thành vấn đề. Kể từ sau khi biết Liễu Phi Tuyết đã sinh cho anh một. Bé gái xinh đẹp nón nà, Huỳnh Nhân chỉ mong mỗi ngày đều có thể dính sát vào Huỳnh. Như... Sau khi đi ra Minh Châu số hiệu 1, tâm trạng Huỳnh nhân trở nên tốt lên, trên khuôn mặt luôn nghiêm túc này đã mang theo một nụ cười. Vù, bỗng nhiên, Lưu An xuất hiện sau lưng Huỳnh nhân như U. Hồn, thiếu chủ, Huỳnh nhân cũng quen với một Lưu An luôn suốt quỷ nhập. Thân, nếu đổi lại là người khác e rằng sẽ bị dọa mất hồn từ lâu. Ừ, Huỳnh nhân thu lại nụ cười, nói với Lưu An. Đi điều tra xem 5 năm, năm trước đám người áo đen đã bắt cóc phi tuyết đó có lai lịch gì vâng lưu an cũng không hỏi vì sao dứt khoát nhận lời cô ta là cái bóng và thanh hương của thiếu chủ chỉ cần tiêu diệt toàn bộ kẻ địch cho thiếu chủ là được những thứ khác không nằm trong phạm vi suy tính của cô ta huỳnh nhân tiếp tục đi về phía trước lưu an cũng đi theo sau lưng không nói không rằng y như một cái bóng cho đến khi bước lên chiếc Rolls Royce màu đen, Lưu An. Không lập tức cho xe chạy như lúc trước mà lẳng lặng ngồi chỗ tài xế, ngước lên. Nhìn vầng trăng trên trời cao đến độ xuất thần. Thiếu chủ, yêu là gì thế? Tại sao phải có tình? Yêu nhỉ? Lưu An bất thình lình hỏi một câu, đôi mắt từng bị máu. Tươi tưới qua, giờ phút này cũng trở nên mờ mịt. Vẻ mặt huỳnh nhân thoáng ngơ ngác, nhưng sau đó lại nhớ, Đến thân thế của Lưu An, ánh mắt lập tức mềm đi. Đối với một người thường nhìn thấy cảnh máu tươi và giết, người, giết và bị giết là điểm chính cho sự tuần hoàn của nỗi tuyệt vọng. Có thể còn sống đã là hy vọng xa vời. Tình yêu, đó là thứ không thể với tới. Tình yêu bao hàm rất nhiều thứ, là dầu củi, là giúp đỡ lẫn nhau, hai người kết hợp thành cuộc sống bình lặng như nước. Sống chết có nhau, vui vẻ cùng con, cùng nắm tay nhau, cùng già đi. Cuối cùng, ánh mắt Lưu An càng mờ mịt hơn. Tôi không có tư cách đi bàn luận viển vông về. Tình yêu là gì, nhưng, Lưu An, cô phải hiểu một chuyện, khi cô nguyện ý vì một. Người mà từ bỏ hết tất cả một cách vô điều kiện, thậm chí là cả tính mạng của. Cô đó chính là tình yêu. Từ bỏ tất cả một cách vô điều kiện vì một người. Thậm chí là sinh mạng. Ánh mắt Lưu An dần tan biến vẻ mờ mịt, trở nên rõ giang, cuối cùng in nên bóng lưng to lớn. Thiếu chủ với cô liễu là tình yêu ư, cô ta, hỏi, là tình yêu, Huỳnh nhân không chút do so dự gật. Đầu, Lưu An cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại hỏi. Vậy thiếu chủ và Cẩn Mai thì sao? Sau khi Lưu An thốt ra hai chữ, Cẩn Mai, vẻ mặt Huỳnh. Nhân lập tức thay đổi. Cô nhắc tới Cẩn Mai làm gì? Huỳnh nhân hơi. Trách cứ chất vấn. Xin lỗi, thiếu chủ lưu an lập tức cúi đầu thận trọng nói mới vừa rồi giang bảo nói với tôi hôm trước phùng cần mai của kim hoàng đã đến minh châu hẳn là đến tìm thiếu chủ cái gì biết được tin này con người huỳnh nhân thoáng co rút lập tức từ ghế bật dậy cần mai tới minh châu rồi đúng vậy lưu an không dám giấu giếm nói đúng sự thật sau khi thiếu chủ giải ngũ cô phùng ở trước mộ của anh giang kiệt suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống. chương 30, tặng cho mấy người. Thế sao? Nghe thấy cái tên Giang Kiệt, Huỳnh Nhân chậm rãi thu. Lại biểu cảm trên mặt. Lưu An đạp nhẹ chân ga, xe chậm rãi di chuyển. Huỳnh Nhân nhìn ra cửa sổ, sắc mặt u ám. Ba năm, vẫn không thể quên chuyện đó à? Nỗi đau trong tâm hồn bắt đầu hành hạ Huỳnh Nhân. Anh móc từ trong túi ra một điếu thuốc, run lẩy bẩy. Châm lên, trong làn khói thuốc lượn lờ, huỳnh nhân suy tư, tựa. Như đang trở về đêm rông tố của ba năm trước. Đêm hôm đó, anh mất đi một người anh như chiến hữu. Đêm hôm đó, Phùng Cẩn Mai khóc ngất. Đêm hôm đó, anh đại khai sát giới. Đến cả mưa dưới bầu trời cũng đỏ ngòm. Không vì cái gì khác, chỉ vì người mất đi đó, là người. Anh của Huỳnh Nhân, là vị hôn phu chưa tổ chức hôn lễ của Phùng Cẩn Mai. Thế nhưng, không tìm thấy thi thể của giang kiệt trên chiến trường rốt cuộc là sống hay đã chết cũng không thể nào biết được cứ thế biến thành một án treo chưa có manh mối từ đó trở đi huỳnh nhân vẫn luôn đi sâu vào việc điều tra đám tổ chức thần bí đã bắt giang kiệt đi đó có lai lịch ra sao qua hai năm sau rốt cuộc cũng có chút thông tin là một tổ chức u linh mang tên võng lượng nguyên nhân khác khiến huỳnh nhân giải ngũ cũng chính là để điều tra chuyện này huỳnh nhân rời tầm mắt đi dập tắt tàn thuốc ánh mắt lần nữa trở nên nghiêm túc trầm giọng nói thông báo cho tất cả thủ hạ không thể tiết lộ chút hành tung nào vâng lưu an vừa lái xe vừa nói có điều với thủ đoạn của chị cần mai thì có thể sẽ dễ không buông tha như vậy dù gì sau khi mất giang kiệt ngài là chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị ấy vậy cũng đừng để cho chị ấy biết huỳnh nhân ngắt lời lưu an tôi không muốn để chị ấy dây vào một đường im lặng lưu an lái xe vào một biệt thự nơi sơn thủy đó là nơi ở tạm của huỳnh nhân phía liễu phi tuyết sợ huỳnh nhân không có chỗ để đi nên để anh ở tạm một đêm anh xối nước lạnh sau đó nhìn về phía đầu giường nơi đó trưng một bức ảnh chụp chung ba người một người trong đó khá trẻ trung chính là huỳnh nhân của ba năm trước. Người đàn ông lớn tuổi hơn anh cũng cười rất vui vẻ. Chính giữa có một người phụ nữ trong trẻo mà lạnh lùng đang cười mỉm, ánh mắt. Mang vẻ hoạt bát, vô tình hữu ý liếc về phía huỳnh nhân. Tình chẳng biết bắt nguồn từ nơi nào, trong khoảnh khắc. Đã thành sâu đậm, hận không biết sẽ đi về đâu, vừa cười mà đã tan đi mất. Mười năm sinh tử hai đầu mờ mịt, không suy nghĩ, tự. Khó quên huỳnh nhân thầm thở dài, úp khung ảnh xuống, nằm trên. Dương cả đêm không chập mắt. Khi bầu trời hiện lên vầng sáng đầu tiên, huỳnh nhân đã dậy. Tiếp sống quân nhân trong 5 năm đã bổ dưỡng thói. Quen dậy sớm cho anh, sau khi đánh răng rửa mặt xong sẽ ra sân nhỏ hít đất bằng. Một tay, tư thế tiêu chuẩn, tốc độ đều đặn. Người bình thường hít đất, càng về sau lại càng mệt mỏi. Huỳnh nhân không như thế, càng về sau, trái lại anh. Càng ung dung, tốc độ càng lúc càng nhanh. 998, 999, 1000. Anh vừa hít vừa đếm hết, sau khi hít được 1000. Cái, anh từ dưới đất nhảy bật dậy, không hề thở hổn hển. Không nghỉ ngơi, anh tiếp tục chạy vòng quanh biệt thự. Đây là mức độ rèn luyện của Huỳnh nhân. Vượt qua buổi luyện tập sáng, khi kết thúc đã quá 10. 2 giờ trưa, Tinh tinh, huỳnh nhân vừa mới xối nước lạnh, điện thoại lập tức. Vang lên, nhìn cuộc gọi đến, anh không nhịn được nhíu mày nhưng. Vẫn nhận điện thoại. Này, huỳnh nhân, hiện tại anh đang ở đâu thế? Vừa nhận điện thoại đã truyền đến âm thanh rừng dưng của. Liễu cảnh nhiên, huỳnh nhân thành thật trả lời. Tôi ở núi Lâm Tân. Anh ở núi Lâm Tân làm gì đó? Nơi đó có thể đều là khu bảo vệ thiên nhiên, Liễu cảnh nhiên sửng sốt, sau đó cười. Anh sẽ không chạy tới Lâm Tân ngủ đâu phải? Không. Ừ, tối qua đúng thật là tôi đã ngủ ở núi Lâm. Tân. Huỳnh Nhân quay đầu nhìn căn biệt thự Sơn Thủy Chiếm. Diện tích hơn 500 mét vuông có giá hơn 200 triệu, thờ ơn nói. Thật đáng thương, vậy mà lại ngủ ở ngoài. Liễu cảnh nhiên hoàn toàn không ngờ đến mặt đó, hơi diễu. Cợt vài câu liền đi vào chuyện chính. Cho anh một giờ nhanh tới trung tâm thành phố. Đi, tôi có chuyện tìm anh. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được. À, huynh nhân càng nhíu chặt mày, cũng không phải là rất muốn ra chung. Tâm thành phố. Bớt nói nhảm đi, tôi bảo anh tới thì anh cứ tới. Liễu cảnh nhiên quyết liệt bỏ lại mấy lời này, sau đó. Cúp điện thoại ngay. Huỳnh nhân lắc đầu, mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi biệt. Thự Sơn Thủy. Thiếu chủ, có muốn tôi lái xe đưa ngài đi? Không, Lưu An từ trong biệt thự đi ra hỏi. Không cần, tôi bắt xe là được rồi. Huỳnh, nhân mỉm cười từ chối. Từ núi Lâm Tân bắt xe đến trung tâm thành phố Minh. Châu mất 55 phút, Liễu Cảnh Nhiên cho địa chỉ là một phòng cà phê ở. Quảng trường thương mại. Chờ khi tới nơi, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na đã ngồi. Ở đó, đang nhàn nhã uống cà phê. Mẹ, Cảnh Nhiên, Huỳnh Nhân chủ động chào hỏi, ngồi xuống trước mặt hai. Người, liễu cảnh nhiên vẫn phớt lờ không để ý đến, trái lại. Thì Liên Thúy Na đã cười đáp một tiếng. Huỳnh Nhân, muốn uống gì cứ tùy ý gọi nhé. Liên Thúy Na nói với Huỳnh Nhân. Không được mẹ ạ, à, tí nữa con còn có việc. Huỳnh Nhân từ chối đáp. Đối với anh mà nói, cả buổi chiều chỉ có một việc, đó. Là đón tiểu như tan học. Liên Thúy Na cũng không miễn cưỡng tiếp tục cười nói. Với Huỳnh Nhân, Huỳnh Nhân à, hôm nay gọi con tới đây cũng không. Có việc gì cả, chỉ là muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với con, cảm ơn con đã giúp. Nhà họ liễu chúng ta thắng thầu lệ tinh quốc tế. Huỳnh Nhân mỉm cười khoát tay, tùy tiện đáp. Chuyện nhỏ mà thôi, mẹ không cần quá khách sáo. Nói gì vậy, con người mẹ ân oán đâu ra đấy, con. Làm việc tốt mẹ đều để trong mắt cả liên thúy na cảm thấy làm nền nhiều đây đủ rồi bèn nói quanh co huỳnh nhân à nếu con đã giúp chúng ta thắng thầu vậy thì nên giúp cho chót vị trí người tổng phụ trách cũng giao cho chúng ta đi dù sao con cũng không hiểu phương diện bao bì tiếp thị còn cảnh nhiên năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành con bé học trùng hợp là quản lý thị trường kỹ năng chuyên về một môn nếu như con bé có thể phụ trách hạng mục này với nó mà nói, đây là việc để. rèn luyện tốt nhất. Được, vậy thì đưa cho mấy người. Không chờ Liên Thúy Na nói xong, Huỳnh Nhân lập tức giảng. khoái đồng ý. Lần này ngược lại là Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na. Ngớ người, trong chốc lát không kịp phản ứng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Huỳnh. Nhân, Huỳnh, Huỳnh Nhân, anh mới vừa nói gì? Đưa cho mấy người, có vấn đề gì hả? Huỳnh, Nhân đầy ung dung, lặp lại lần nữa anh nói thật à liễu cảnh nhiên vẫn khó mà tin được hô hấp dồn dập thật hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau chốc lát lại lộ ra nụ cười mừng rỡ trong lòng lại cười nhạt phế vật chính là phế vật không có kiến thức không biết thân phận của một người tổng phụ trách có ý nghĩa ra sao vốn đang cho rằng sẽ phải phí nhiều lời không ngờ sẽ lại dễ dàng như vậy liễu cảnh nhiên vội vàng lấy ra hiệp nghị chuyển nhượng người phụ trách hạng mục bảo huỳnh nhân ký tên đây là chính miệng anh nói không được đổi ý đó không đổi ý không đổi ý huỳnh nhân vừa cầm bút ký tên mình vừa cười sảng khoái nói ngày hôm qua tôi còn đang suy nghĩ xem làm sao để vứt bỏ gánh nặng vô dụng này hôm nay mấy người đã tìm tới cửa đúng là đỡ đần biết bao ầm uhm, lời vừa thốt ra Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na lập tức. Sa sầm. Audio điện tử võ tấn bền. chương 31, ba đến đón con đây. Ký xong hợp đồng, Huỳnh Nhân lập tức bỏ đi. Liễu Cảnh, Nhiên và Liên Thúy Na vẫn ngồi yên tại chỗ, có điều sắc mặt có chút khó coi. Sao anh ta có thể ăn nói như vậy? Liễu Cảnh Nhiên càng nghĩ càng giận. Gánh nặng vô dụng là ý gì? Nói cứ như chúng ta là dân. Thu mua ve chai không bằng chức vụ tổng phụ trách của công ty quốc tế lệ tinh. Không biết có bao nhiêu người thèm muốn, nhưng trong mắt đồ bỏ đi kia lại chờ. Thành gánh nặng vô dụng, một người cao ngạo như Liễu Cảnh Nhiên thật không thể. Chấp nhận chuyện này, Cảnh Nhiên, chấp nhận với cậu ta làm gì, dù sao chúng. Ta đã nắm được hợp đồng chuyển nhượng trong tay, bây giờ chúng ta mới là người. Phụ trách chính của toàn bộ dự án này. Xem ra liên Thúy na chẳng tức giận gì mấy, Đồ bỏ đi đúng là đồ bỏ đi, sao dự án cho cậu ta, cậu, ta cũng chẳng biết nó có giá trị cỡ nào. Nghe Liên Thúy Na nói vậy, Liễu Cảnh nhiên ngẫm nghĩ cảm. Thấy cũng đúng, nên không còn tức giận nữa. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì, có nên nói chuyện, này cho ba biết không? Nói với ông ấy làm gì? Liên Thúy Na chề môi, dự án này chúng ta tự làm, chỉ cần giữ được dự án này và tạo được mối quan hệ hợp tác dài hạn với lệ tinh thì chúng ta sẽ là người có. Tiếng nói trong cái nhà này. Liễu cảnh nhiên bị thuyết phục, hào hứng nói. Vậy mẹ con mình mau tìm nhà hàng ăn một bữa để chúc mừng. Đi, ngày mai đến lệ tinh tìm tổng giám đốc Liễu bàn chuyện. Huỳnh nhân đương nhiên không biết toàn tính của hai mẹ. Con, bây giờ anh đang trên đường đến trường mầm non của Huỳnh Như. Anh thực sự chẳng có chút hứng thú nào với chức vụ đối tác tổng phụ trách. Phù sa không chảy ruộng ngoài, công ty của vợ mình, chẳng. Phải chỉ cần nói một câu là được sao? Nếu liễu cảnh nhiên muốn, vậy thì cứ tặng cho cô ta. Có điều, cho thì cho, nhưng có làm nên cơm cháo gì? Không thì Huỳnh Nhân không biết. Huỳnh Nhân đến trường vừa kịp giờ tan học, ngoài cửa. Đã có rất nhiều phụ huynh đang đứng đợi. Kính cong, chuông tan học vừa vang lên, những em nhỏ vội vàng chạy. Ra, lần lượt được gia đình của bọn nhỏ đón đi. Nhìn trong đám trẻ đông đúc, Huỳnh Nhân không thấy. Bóng dáng của Huỳnh như đâu. Huỳnh Nhân cũng không nóng lòng, chỉ lẳng lặng đứng chờ. Ở cửa, thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua, bọn trẻ đã. Thưa thất dần nhưng vẫn chưa thấy Huỳnh như. Ánh mắt Huỳnh Nhân cuối cùng cũng đanh lại. Anh xài bước, đi vào trong trường. Đã hơn một tiếng mà tiểu như vẫn chưa ra, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi hoàn cảnh của trường mầm non này cũng khá tốt mùa hè không nóng mùa đông không lạnh trên tường được trang trí bằng những bức vẽ graffiti rất đẹp trong trường mầm non vẫn còn một số nhóc tì ham vui mải chơi cầu trượt chưa chịu về tuy nhiên trong số đó cũng không thấy huỳnh như huỳnh nhân nghe nói huỳnh như học lớp lá nhưng trong phòng học của lớp lá đã không còn ai sắc mặt huỳnh nhân càng lúc càng nghiêm trọng cổng trường mầm non và tiểu học là nơi lộn xộn nhất đặc biệt là vào giờ tan học trong đám phụ huynh đứng đón con ngoài cổng rất có thể có bọn buôn người giả dạng trà trộn vào vẫn còn một phòng làm việc cuối cùng nếu vẫn không tìm thấy huỳnh như thì đây chính là một vụ mất tích huỳnh nhân lạnh lùng đi về phía văn phòng đó bên trong vọng ra một giọng nói lạnh lùng đang chất vấn ai đó của chủ nhiệm lớp em nói đi vì sao lại đánh bạn lại còn mạnh tay như vậy tiểu danh chảy cả máu đầu rồi em không thấy sao trong phòng làm việc một người phụ nữ trông như là giáo viên đang quát một bé gái nhỏ bé gái quay lưng về phía huỳnh nhân nên không nhìn được rõ mặt huỳnh nhân dừng bước nheo mắt xem xét tình hình trong văn phòng cô giáo à lần này thật sự quá đáng lắm rồi ngay sau đó trong phòng lại vang lên giọng nói lanh lành trói tai của một phụ nữ trẻ. Con trai tôi đi trường mầm non là để được dạy bảo chứ. Không phải để bị bắt nạt, cô nhìn đi, đầu thằng bé bị đánh thành thế nào rồi. Vâng vâng vâng, mẹ hào tiểu danh, chị nói rất đúng. Chuyện này là do trường chúng tôi quản lý không tốt, là trách nhiệm của chúng. Tôi, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm chuyện này, sẽ có hình phạt thích đáng. Để trả lại công bằng cho tiểu danh cô giáo trong phòng lập tức hạ giọng ăn nói khép nép vừa thề thốt như đọc khẩu hiệu vừa chấn an người phụ nữ trẻ kia người phụ nữ mặc toàn hàng hiệu trên tay đeo một chiếc túi lv phiên bản giới hạn người đàn ông mặc u phục đứng bên cạnh có lẽ là chồng cô ta là hào tiểu danh quá đáng trước bạn ấy mắng em là mồ côi không có ba còn giật tóc của em lúc này bé gái bị phạt đứng mới uất ức ngẩng đầu muốn thanh minh cho mình còn không phải huỳnh như thì là ai vào đây sau khi xác định con gái không mất tích huỳnh nhân mới thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay tức thì vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng em im ngay cho cô đã ra tay đánh bạn còn lý sự nữa huỳnh như còn chưa nói xong cô giáo đã quát cô bé gần như ngay lập tức huỳnh như giật mình hoảng sợ vội rụt cổ cúi đầu xuống nước mắt đã lưng tròng cậu đúng là không có ba mà ba của cậu không cần cậu nữa một cậu bé vẻ mặt kiêu ngạo chui ra từ phía sau người phụ nữ mặc hàng hiệu nhân mặt trêu chọc huỳnh như xin lỗi đi em xin lỗi tiểu danh nhanh lên chủ nhiệm lớp cũng tức giận ra lệnh là lỗi của bạn ấy mà em có ba em không xin lỗi đâu huỳnh như mắt đỏ hoe lớn tiếng nói em chủ nhiệm lớp sửng sốt nhìn huỳnh như trong nhất thời không nói được gì y ra thôi bỏ đi cô giáo liếu người phụ nữ hàng hiệu đó xua xua tay giọng điệu chua ngoa tôi thấy con bé này sẽ không chịu xin lỗi đâu mà xin lỗi hay không cũng không quan trọng tôi cũng không phải người nhỏ mọn như vậy tuy nhiên chắc sau này con trai tôi không thể tiếp tục học ở đây nữa tôi không thể để thằng bé ở trong một môi trường nguy hiểm như vậy được vậy phải làm sao bây giờ ta cha đây là một vấn đề rất nghiêm trọng cô giáo liễu suy nghĩ trong chốc lát rồi bỗng nhiên nói vậy thì đuổi học thôi cũng may sức khỏe tiểu danh tốt nếu đổi lại là đứa trẻ khác chắc là đã vỡ đầu rồi trường mầm non của chúng tôi sẽ không chấp nhận những đứa trẻ hung hãn như vậy cô giáo liễu sao cô nói nghe cô giáo liễu nói vậy huỳnh như lập tức ngẩng đầu lên vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn mọi người cô bé không hiểu rõ ràng không phải lỗi của mình tại sao người bị đuổi học lại là mình ba giây sau huỳnh như theo bản năng bắt đầu van nài vừa khóc lóc vừa sợ hãi nói cô giáo liễu em biết lỗi rồi xin đừng đuổi học em em xin lỗi em xin lỗi là được rồi đúng không xin lỗi cô cũng vô ích thôi xin lỗi mẹ của tiểu danh kìa cô giáo liễu thở dài ra vẻ bất đắc dĩ nói hành vi này của em dù là ở trường nào thì cũng sẽ bị đuổi học thôi cô muốn đuổi học ai cô giáo liễu chưa nói hết câu cửa văn phòng đã bị đẩy tung ra huỳnh nhân sải bước tiến vào phòng nhìn thấy huỳnh nhân bước vào huỳnh như đang khóc như mưa lập tức ngừng khóc hai mắt dạng dỡ nhìn anh cô giáo liễu và gia đình ba người của hào tiểu danh đều vô cùng kinh ngạc nhìn huỳnh nhân ba huỳnh như bật cười kích động hét to rồi ôm chặt lấy. Đùi của Huỳnh Nhân, nói cách nào cũng không buông ra. Huỳnh Nhân mỉm cười nhìn Huỳnh Như, trước tiên, anh nhẹ. Nhàng lau nước mắt cho cô bé, sau đó bế bổng cô bé lên, cười dịu dàng nói. Tiểu Như đừng khóc, ba đến đón con về nhà đây. mươi 32, kích động. Mọi người đã thấy chưa? Đây chính là ba của em. Sau khi Huỳnh Nhân xuất hiện, Huỳnh Như liền không. Khóc nữa, mạnh dạn lớn tiếng nói với mọi người trong văn phòng đến nối cô giáo liễu hào tiểu danh và ba mẹ của cậu bé phải trợn tròn mắt nhìn huỳnh nhân như thể nhìn thấy ma ba cô bé có ba khi nào không phải cô bé không có ba sao người ba này chui ra từ đâu vậy anh là ai mặt cô giáo liễu lúc trắng bệch lúc lại ửng đỏ nhìn huỳnh nhân nghi ngờ hỏi tôi là ba của tiểu như vừa rồi cô nói muốn đổi học ai thế huỳnh nhân không hề tỏ vẻ tức giận vẫn chỉ nhìn cô giáo liễu mà cười khà khà như cũ nhưng không hiểu sao cô giáo liễu lại cảm thấy rợn cả người không khỏi dùng mình một cái chỉ những người hiểu rõ huỳnh nhân mới biết huỳnh nhân vào lúc này là đáng sợ nhất từ cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ huỳnh nhân đại khái đã hiểu được nguồn cơn toàn bộ chuyện này đứa bé tên hào tiểu danh kia chính là đứa trẻ họ hào thường hay lôi chuyện Huỳnh như không có ba ra để bắt nạt cô bé. Hôm nay Huỳnh như không thể nhịn được nữa, liền đánh mạnh vào đầu của hào tiểu danh, chảy xước. Một chút, tuy nhiên điều này dẫn đến việc đối xử bất công của phụ. Huynh và giáo viên thậm chí còn muốn đổi học. Thất lạc 5 năm, Huỳnh như chưa từng nhận được sự quan tâm chăm sóc của ba, thậm chí mặt mũi ba mình trông như thế nào cũng không. Biết, ở trường mầm non còn vì người ba này mà bị bắt nạt bị cười nhạo thế nào thì hôm nay anh đã bắt gặp được ngày thường sẽ còn bao nhiêu chuyện mà anh không biết cơn thịnh nộ nhanh chóng dâng lên trong lòng huỳnh nhân khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống đột ngột bị huỳnh nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm cô giáo liễu chủ nhiệm lớp cảm thấy tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra ngoài sợ đến ngay cả thở mạnh cũng không dám tôi đang hỏi cô đấy cô có bị điếc không huỳnh nhân đi đến trước mặt cô giáo liễu hỏi bằng một giọng đều đều vì sợ quá cô giáo liễu vội sửa lời lại tôi có nhắc đến đuổi học sao à vậy ra là tôi nghe nhầm huỳnh nhân cười khẩy anh nghe nhầm nghe nhầm thôi cô giáo liễu vội vàng gật đầu lia lịa mẹ của hào tiểu danh đương nhiên không chịu để yên cô nói gì vậy vừa rồi còn bảo là đuổi học sao tự nhiên lại không đuổi nữa đúng thế sao có thể ăn nói hai lời như vậy được ba của hào tiểu danh cũng bất mãn nói hùa theo thế là huỳnh nhân lạnh lùng đảo mắt nhìn sang ba mẹ của hào tiểu danh giọng anh nhàn nhạt cô giáo đã bảo không đuổi học rồi các người có ý kiến gì sao trong lời nói mang theo uy thế mạnh mẽ thậm chí không có chỗ để chen vào phản bác mẹ hào tiểu danh xa sầm nét mặt nhìn huỳnh nhân đột nhiên như hiểu ra điều gì đó mặt cô ta chuyển thành vẻ châm chọc quay ngoắt sang huỳnh như à tôi hiểu rồi anh ta không phải là ba của cháu chỉ là kẻ giả mạo do cháu tìm đến thôi đúng vậy không hả nghe những lời này huỳnh như biến sắc huỳnh nhân cũng sầm mặt xuống nghe mẹ hào tiểu danh nói vậy những người còn lại như hiểu ra vỗ tay cái bốp rồi nói đúng vậy sao tôi không nghĩ ra chuyện này nhỉ anh không phải là ba của huỳnh như mà chỉ là một kẻ mạo danh thôi ba của huỳnh như trước giờ chưa từng xuất hiện sao hôm nay đột nhiên lại ra mặt không phải đây thực sự là ba của em huỳnh như lo lắng đến mức hai mắt lại đỏ lên lớn tiếng nói cô bé không hiểu mạo danh nghĩa là gì nhưng cô bé nghe thấy bọn họ bảo huỳnh nhân không phải là ba của mình thì lo lắng không Thôi, cô bé muốn nói thêm gì đó để chứng minh đây thực sự là ba của mình, ngặt nỗi tuổi còn nhỏ, khả năng diễn đạt bằng ngôn từ có hạn nên dù đã uất nghẹn đến đỏ cả mặt cũng không nói được lời nào. Không nói được gì nữa rồi đúng không? Cậu đúng là một đứa con hoang không có ba. Hào Tiểu Danh vừa trốn sau lưng cha mẹ vừa cười chế nhạo, huỳnh như mím môi, giống như sắp khóc. Huỳnh Nhân vội vàng ôm chặt lấy cô bé nhìn cô bé cười nói tiểu như có tin ba không huỳnh như lau mũi gật đầu con tin ba vậy thì đừng khóc huỳnh nhân nói khẽ không được cúi đầu vương miện sẽ rơi không được rơi lệ kẻ ngốc sẽ cười phì nghe xong huỳnh như phì cười liền không khóc nữa vuốt vuốt gương mặt của huỳnh như huỳnh nhân lại quay đầu nhìn những người kia lúc này ánh mắt anh đã lạnh lẽo như băng. "Khoan hãy nói đến chuyện tôi là ai, các người không cảm thấy cả đám người lớn liên kết lại bắt nạt một bé gái thế này là rất quá đáng." "Sao?" Vẻ mặt anh lạnh tanh, nói. "Xin lỗi con gái tôi, sau đó chuyển trường đi." "Cái gì?" Vừa nghe xong, mặt ai nấy cũng đều biến sắc, trong đầu chỉ hiện lên một câu: "Kiêu ngạo, thật quá kiêu ngạo rồi." Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy buồn cười một gã đàn ông không biết ở đâu chui ra lại dám bắt con trai họ chuyển trường sao có thể có chuyện đó tôi thấy anh chắc là chưa hiểu tình hình rồi quý bà mặc hàng hiệu nhìn huỳnh nhân với vẻ châm trọc nói anh có biết tôi là ai không tôi là người của nhà họ hào đừng nói là bắt con gái anh thôi học tôi còn có thể làm cho anh thất nghiệp trong tích tắc nhà họ hào Huỳnh Nhân thoáng giật mình, anh mơ hồ nhớ tới một gia. Tộc được mời dự tiệc cưới lúc trước, cũng là họ Hào. Người đại diện lúc đó là Hào Uy. Sợ rồi sao? Quý bà vẻ mặt châm chọc nhìn Huỳnh Nhân đang trầm tư. Sau đó lại nhìn sang cô giáo liễu. Nếu không có lời giải thích hợp lý cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ngừng tài trợ cho trường mầm non, bên nào nặng, bên nào nhẹ, chắc. Là cô giáo cũng biết phân biệt nhỉ. Đương nhiên, đương nhiên rồi cô hào chị là khách hàng lớn là quý nhân của trường chúng tôi mà cô giáo liễu cười nịnh nọt không chút suy nghĩ huỳnh như cảm thấy tình hình không ổn bèn lo lắng kéo ống tay áo của huỳnh nhân ba có cần gọi mẹ đến không mẹ thường xuyên dặn cô bé không được tiết lộ chuyện mẹ là tổng giám đốc lệ tinh ở trường mầm non sẽ dẫn đến những chuyện không hay mấy chuyện không hay đó không phải là phân biệt giàu nghèo thì cũng là kéo bè kéo cánh tuy nói bọn trẻ ở trường mầm non còn nhỏ nhưng trẻ con cũng có cách suy nghĩ riêng của chúng cũng biết chọn chơi với những đứa trẻ dầu có quyền quý huỳnh như rất ngoan chưa bao giờ nói ra mẹ của mình là ai không cần đâu mẹ đang bận học đừng làm phiền mẹ huỳnh nhân vuốt mái đầu huỳnh như vẻ cương triều bỗng nhiên sắc mặt anh thay đổi anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé qua một bên nhìn thấy trên đầu nổi một cục u, lờ mờ tụ máu bầm. Huỳnh nhân vừa chạm vào, Huỳnh như lập tức kêu lên, ai? Ra, rõ to, con bị làm sao thế? Huỳnh nhân trầm giọng hỏi. Bị ba của hào tiểu danh đánh, Huỳnh như sờ lên đầu. Tuổi thân nói, hả? Ngay tức thì, cả người Huỳnh nhân đằng đằng sát khí. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ba của hào tiểu danh. Là anh đánh con gái tôi. Kích động quá thôi vẻ mặt của ba hào tiểu danh hơi thay đổi, nhưng anh ta vẫn nói với vẻ khinh thường. Vậy sao? Huỳnh nhân gật đầu một cái rồi đột nhiên đưa chân lên. Hung hăng đạp vào bụng anh ta. Dầm! Chỉ nghe một tiếng vang rất lớn, ba của hào tiểu danh. Đã bị đá văng xuống đất cả người lẫn ghế. Huỳnh nhân từ tốn thu chân về, giọng đều đều. Tôi cũng kích động quá. Chương 33, Kỳ Hạ Huy. A à, phòng làm việc lặng ngắt như tờ, chỉ có từng tiếng hít. Khí lạnh, tất cả mọi người đều trợn to mắt, ánh mắt sợ sệt nhìn. Sắc mặt lạnh lùng của Huỳnh Nhân, sợ đến mức không dám thở mạnh. Dáng người to con 1m85 của ba hào tiểu. Danh, chỉ mỗi việc tùy tiện đứng ở đó thôi đã có sức uy hiếp rất lớn, vậy mà lại. Bị một chân của Huỳnh Nhân đá bay như trái banh. Dọc đường đụng phải không ít bàn ghế, cả phòng làm việc hỗn loạn lộn xộn không chịu nổi miệng hào tiểu danh há to đủ để nhét hai quả trứng gà cú đá này định sẵn để lại cho cậu bé tác động thị giác cực mạnh đau chết tôi rồi lúc này tiếng kêu rên truyền đến ba hào tiểu danh hùng hổ ngồi dậy đột nhiên cảm thấy đau đầu duỗi tay xoa đầu rất nhiều máu đỏ a à, là máu quý bà kia vừa nhìn thấy máu tươi trên đầu ba hào tiểu danh lập tức hét ra tiếng sau khi la hét xong hai mắt trợn ngược, ngất xỉu. Huỳnh nhân bật cười, vậy mà lại sợ máu ngất đi. Bà Hào, bà sao rồi? Cô Liễu thấy vậy, vội vàng dìu. Quý bà kia, ba Hào tiểu danh cũng lấy mấy tờ khăn giấy lau vết. Thương trên chán, ánh mắt khi nhìn về phía Huỳnh nhân tràn ngập thù hận mãnh liệt. Anh dám đánh tôi. Sắc mặt Huỳnh nhân lạnh lẽo. Anh nên cảm thấy may mắn vì gặp tôi của bây giờ, nếu là tôi của trước đây, động đến con gái tôi, anh đã là xác chết rồi. Sự lạnh lùng trong lời nói khiến ba hào tiểu danh dùng. Mình mấy cái, trước giờ anh ta chưa từng gặp người như vậy. Nhưng anh ta không định bỏ qua như thế. Được được được, anh ghê gớm, để lát nữa tôi xem anh. Còn ghê gớm được đến mức nào? Ba hào tiểu danh hung ác chừng mắt nhìn huỳnh nhân, rồi. Lập tức lấy điện thoại ra gọi vào một số. Alo. Anh Huy, giúp tôi đánh một người." Giáo viên xung quanh vừa nghe vậy, sắc mặt khó coi gọi. Hiệu trưởng trường mầm non đến. Hiệu trưởng là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, vừa bước vào đã tận tình khuyên nhủ Huỳnh Nhân và Ba Hào Tiểu Danh. "Hai phụ huynh đừng như vậy, đừng vì chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí." "Tôi và anh ta hòa khí cái rắm." Ba Hào Tiểu Danh nói ngắt lời hiệu trưởng. "Anh ta dám đánh tôi?" tôi muốn anh ta phải trả giá bằng máu nếu không thể diện nhà họ hào tôi biết đặt ở đâu huỳnh như cũng có chút sợ hãi ba ơi chúng ta đi đi có được không ạ à? huỳnh nhân lại yêu chiều xoa đầu cô bé trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn tiểu như con phải nhớ kỹ con là con gái của huỳnh nhân không thể chịu chút tủi thân nào ở bên ngoài được ba dạy con nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng không dạy con cúi đầu với người khác. Huỳnh Như nghe vậy, cái hiểu cái không gật đầu, cô liếu. Và phụ huynh của Hào Tiểu Danh vừa nghe, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bây giờ cứ đắc ý đi, chờ lát nữa anh Huy đến, tôi xem. Anh còn nhảy nhót thế nào nữa? Vết thương trên đầu vẫn còn đau âm ỉ, ba Hào Tiểu. Danh oán hận nói. Một lúc sau, bốn năm chiếc xe van không biển số hùng hồ chạy vào trường mẫu giáo dưới sự dẫn dắt của chiếc Mercedes-Benz thương vụ. Cửa xe kéo ra, một nhóm người hung ác dữ tợn, dáng vẻ. Lưu Manh nghênh ngang đi vào. Dẫn đầu là một thanh niên đẹp trai mặc đồ Tây mang. Dày ra, nhìn thấy thanh niên mặc đồ Tây này bước đến, ba hào. Tiểu danh lập tức nịnh nọt đón tiếp. Anh Huy, cuối cùng anh đã đến rồi. Tất cả giáo viên của trường mẫu giáo nhìn đám người. Này đều sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ duy nhất huỳnh nhân là bật cười khanh khách xã hội hiện đại con gái nhà lành đều theo phong cách thuộc nữ thuộc nữ đều đi theo con đường thuần khiết lưu manh cũng như vậy nhà họ hào cũng được coi là thế lực hạng hai không lớn không nhỏ ở minh châu có thể khiến nhà họ hào cung kính cũng chỉ có thế lực ngầm đỉnh cao ở minh châu tục ngữ nói rất hay đường nào cũng đến la mã có thể khiến quyền quý thượng lưu phải nịnh bợ cũng là nhân vật đáng gờm. Người này, chính là bang chủ bang thiên long thế lực. Ngầm đỉnh cao ở Minh Châu, Kỳ Hạ Huy. Ừm, Kỳ Hạ Huy thản nhiên đáp một tiếng, chẳng mấy nhiệt. Tình, sau khi nhìn quanh một lượt tất cả những người ở đây. Anh ta quay đầu liếc ba hào tiểu danh, chỉ vào huỳnh nhân hỏi. Chính là anh ta à? Đúng vậy, đúng vậy, ba hào tiểu danh gật đầu liên tục. Dễ thôi, đừng quên bí tịch anh đã hứa với tôi là được kỳ hạ huy thản nhiên nói anh huy xem anh nói gì kìa bí tịch mà anh muốn tôi sẽ bảo người đưa đến cho anh ba hào tiểu danh nịnh nọt nói cả minh châu này có ai không biết anh huy không thích tiền không thích phụ nữ càng không ham đánh bạc chỉ mê luyện võ là một võ si điển hình hứng thú lớn nhất của anh ta chính là siêu tập bí tịch võ công trên khắp trời nam đất bắc mặc kệ anh ta có thể luyện được hay không có thể luyện thì tự mình luyện không luyện được thì dùng để siêu tầm đối thoại giữa hai người huỳnh nhân nghe thấy rất rõ giang chuyện này khiến anh nhìn kỳ hạ huy nhiều hơn vài lần vậy mà anh ta lại là người thích võ nhưng mà anh chỉ nhìn thoáng qua kỳ hạ huy rồi lắc đầu cất bước quá muộn đã qua độ tuổi luyện võ tốt nhất cả đời này cũng không có thành tựu lớn lúc này kỳ hạ huy đã dẫn người đi đến trước mặt huỳnh nhân, đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần, sau đó nhếch miệng cười. Người anh em, tôi cũng không muốn đánh anh, ai bảo lấy. Tiền tài của người ta, phải trừ họa cho người ta. Hiểu mà, huynh Nhân gật đầu. Kỳ Hạ Huy cũng hài lòng gật đầu, không hề giống Lưu. Manh bình thường chút nào, tôi cũng không ức hiếp anh, anh đánh anh hào thế. Nào, chúng tôi cũng sẽ đánh anh như vậy. Nghe câu nói của Kỳ Hạ Huy, Huỳnh Nhân lại thản nhiên. Lắc đầu, cười khẽ nói, "Thứ cho tôi khó lòng nghe theo, con gái tôi ở đây." "Con gái?" Trong mắt Kỳ Hạ Huy lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó cúi đầu. Nhìn Huỳnh Như đang trốn phía sau Huỳnh Nhân, ánh mắt lập tức xẹt qua vẻ ngạc. "Nhiên, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một cô bé xinh đẹp như vậy. Hệt như búp bê sứ." Huỳnh Như cũng có chút sợ hãi nhìn Kỳ Hạ Huy, ôm chặt. "Huỳnh Nhân," miệng lại lẩm bẩm, "Kẻ xấu" không được đánh ba. Bọn họ không đánh lại ba, Huỳnh Nhân xoa đầu Huỳnh. Như nói, lời nói của Huỳnh Nhân rất có tác dụng, Huỳnh Như thật. Sự không sợ nữa, chẳng qua ôm Huỳnh Nhân chặt hơn, giống như con gấu túi nho nhỏ. Kỳ Hạ Huy lại lạnh lùng nhìn cảnh này, anh ta rất khó. Chịu với mấy câu nói của Huỳnh Nhân. Tránh ra hết đi. Anh ta quát lui đám đàn em của mình, đồng thời cởi đồ. Tây trên người ra vừa nhìn dáng vẻ này bất kể là ba hào tiểu danh hay là đám đàn em của kỳ hạ huy đều hít khí lạnh anh huy muốn đích thân ra tay cùng lúc khi đưa nhóm người lùi ra sau tất cả mọi người đều nhìn huỳnh nhân với ánh mắt thương hại người này không chết cũng tàn phế nửa đời sau sợ rằng phải ngồi xe lăn anh ta nhìn huỳnh nhân với ánh mắt sắc bén đột nhiên quát lớn một tiếng giết sau đó cả người như thanh kiếm sắc bén tuốt ra khỏi vỏ, vung một cú đấm nặng nề về phía gương mặt của huỳnh nhân. gia quyền như sấm sét, tàn nhẫn nhanh nhẹn, đây là bộ quyền pháp nổi danh với việc bộc phát sức mạnh tức thì, lực sát thương cực lớn. Hửm, nhưng mà huỳnh nhân nhìn bộ quyền pháp này lại sững, sốt một lúc, ngay sau đó lặng lẽ bật cười. thú vị, thật sự rất thú vị. bộ quyền pháp này có tên là quyền pháp bôn lôi người sáng lập, chính là Huỳnh Nhân Anh đây. chương 34, Tổ Sư Gia. 5 năm sống cuộc đời chinh chiến, Huỳnh Nhân kế thừa hoàn hảo năng lực của ông tạ chủ, không chỉ học được kỹ năng giết người, mà trình độ về mặt võ đạo càng thêm tinh thông, tự mình sáng tạo ra vài bộ võ kỹ. Quyền pháp bôn lôi chính là một trong số đó. Chẳng qua điều khiến Huỳnh Nhân không ngờ đến là ở Minh Châu nhỏ bé này, vậy mà cũng có thể gặp được người sử dụng bôn lôi quyền, thằng nhóc võ si kia, ngược lại đã làm dạng rỡ nhánh của mình rồi. Huỳnh nhân nhỏ giọng lẩm bẩm gương mặt hiện ra chút ý cười. Có ai không muốn để lại danh tiếng muôn đời, có ai không muốn lưu danh sử xanh. Tông sư Diệp Vấn có thể làm dạng danh nhánh Vịnh Xuân Quyền, Huỳnh Nhân Anh, tại sao không thể truyền bá bôn lôi quyền trên khắp thế giới. Nhưng mà, chuyện Huỳnh Nhân không biết là, võ si trong số 7 người có danh hiệu si của Nam Hạ Tập Quyền Pháp bôn lôi do Huỳnh Nhân dạy, cũng đã bắt đầu nhận học trò, đương nhiên, không sử dụng danh nghĩa của mình, biết huỳnh nhân không thích khoe mẽ, thế là bèn lấy tên, chiến thần, để gọi nhánh đó. Nụ cười trên gương mặt càng lúc càng rạng rỡ huỳnh nhân nhìn kỳ hạ huy, cười nói. Đến đây, để tôi xem thử anh học thế nào. Hiếm khi gặp được học trò của anh, tuy là kẻ địch, nhưng huỳnh nhân cũng là nhìn thấy thứ mình thích sẽ muốn thử, tùy tiện chỉ dạy một chút cũng được. Ăn nói ngông cuồng. Nghe thấy câu đó, sát ý trong mắt kỳ hạ huy càng nhiều, tốc độ vung nắm đấm về phía huỳnh nhân cũng nhanh hơn. Anh ta rất khó chịu với cách nói chuyện của huỳnh nhân, như thể người thầy đang chỉ dạy cho đứa học trò chẳng ra gì của mình vậy. Chết đến nơi còn ra vẻ. Ba hào tiểu danh nhìn huỳnh nhân như nhìn người chết, anh ta từng tận mắt nhìn thấy anh huy sử dụng quyền pháp bôn lôi. Một cú đấm, đối phương đã bất tỉnh nhân sự, sau đó còn phải nằm trong bệnh viện thành phố suốt hai tháng. Có cần báo cảnh sát không? một vài giáo viên xung quanh cũng sợ huỳnh nhân bị kỳ hà huy này đánh chết tươi sắc mặt lo lắng nhỏ tiếng dò hỏi gọi xe cấp cứu đi hiệu trưởng cao mày nói cô ta biết bối cảnh của ba hào tiểu danh là người nhà họ hào cảnh sát đến có tác dụng chắc cuống hồ cũng do thằng nhóc kia tự mình tìm đường chết khiêu khích kỳ hà huy đây chẳng phải là thấy mình sống đủ lâu nên chán sống đấy sao một đấm của kỳ hà huy chớp mắt đã đến mang theo quyền phong cuồng bạo thổi loạn mái tóc trước trán của Huỳnh Nhân. Nhưng mà, âm thanh đánh chúng một ngạt trong tưởng tượng không hề truyền ra, tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nắm đấm của kỳ hà huy, đang dừng lại cách mặt Huỳnh Nhân không đến 5cm, mà Huỳnh Nhân, ngay cả mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, vẫn bình tĩnh nhìn anh ta. Đánh với tôi, không bảo con của anh tránh ra, ngộ thương đứa nhỏ thì phải làm sao? Kỳ hạ huy thu lại nắm đấm, lạnh nhạt nói. Huỳnh Nhân nghe vậy, cũng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy Huỳnh Như vẫn ôm chặt ống quần Huỳnh Nhân, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hạ Huy, cũng không sợ hãi, dường như chỉ cần Huỳnh Nhân ở bên cạnh, cô bé Vĩnh Viễn sẽ không sợ. Huỳnh Nhân xoa đầu Huỳnh Như, khẽ mỉm cười, hảo cảm trong lòng dành cho Kỳ Hạ Huy lại nhiều hơn một phần. "Không sao, anh cứ tùy tiện ra tay, đừng bận tâm." Trong lời nói tràn đầy tự tin. Lần này, Kỳ Hạ Huy không lộ ra vẻ mặt khi trước, mà là nhìn sâu vào Huỳnh Nhân rất ít người có thể không thay đổi sắc mặt khi nắm đấm của anh ta đến gần thậm chí mí mắt cũng không chấp một cái hoặc là anh đang giả vờ hoặc là anh thật sự là cao thủ ba hào tiểu danh ở bên cạnh nhìn đến ngứa răng thầm hận cú đấm ban nãy sao lại không đánh xuống nếu lúc đó đánh xuống thằng nhóc này chắc chắn sẽ tàn phế nhưng mà không sao lại lần nữa cũng như vậy thôi ba hào tiểu danh chưa từng nghĩ đến kỳ hạ huy sẽ thua điều chỉnh xong trạng thái, Kỳ Hạ Huy lại lần nữa vung nắm đấm về phía Huỳnh Nhân. Lần này, anh ta không còn bận tâm gì nữa, quyền phong càng thêm nhanh mạnh. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, cách mấy mét, bọn họ cũng đã cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong nắm đấm này của Kỳ Hạ Huy. Nhưng mà, chỉ nhìn thoáng qua, Huỳnh Nhân lại khẽ lắc đầu. Quá nhiều sơ hở. Anh chậm rãi giơ một tay lên, hơi hợt đẩy về trước. Đơn giản như đẩy một đứa nhỏ. Bốp, ngay sau đó, nắm đấm cực kỳ mạnh mẽ của kỳ hạ huy, bị huỳnh nhân nhẹ nhàng đẩy lui. Bộp, 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 kỳ hạ huy loạn trọn lùi về sau ba bước mới đứng vững lại được. Cùng lúc này, ánh mắt nhìn về phía huỳnh nhân lập tức tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Sao lại như vậy? Anh ta lẩm bẩm không thể chấp nhận sự tranh lệch như thế. Làm sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, ba hào tiểu danh cũng kinh ngạc đến muốn rớt trong mắt. Đây chính là quyền pháp của anh." Huỳnh Nhân thản nhiên hỏi ngược lại. Nghe vậy, cơ thể Kỳ Hạ Huy lập tức run rẩy, cắn chặt răng, ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Nhân, mang theo chút phẫn nộ. "Sỉ nhục tôi thì được, nhưng không thể sỉ nhục bộ quyền pháp này." Anh ta giận dữ lên tiếng. "Bộ quyền pháp này là do một chiến thần sáng tạo ra." Nghĩ đến đây, cơ thịt toàn thân anh ta khẽ run rẩy, nháy mắt đột nhiên bộc phát, cả người hóa thành một tia chớp, lần nữa lao về phía Huỳnh Nhân bốp nhưng mà vẫn giống như lần trước huỳnh nhân không cần tốn nhiều sức đã chộp lấy nắm đấm của kỳ hạ huy sơ hở của anh quá nhiều huỳnh nhân nắm lấy cổ tay của kỳ hạ huy thản nhiên nói nhìn cho kỹ bôn lôi quyền thật sự phải nên như thế này bùm sau khi thốt ra chữ cuối cơ thể huỳnh nhân đột nhiên bộc phát khí thế mạnh mẽ nghiền ép kỳ hạ huy không thở nổi giữa lúc hoảng hốt anh ta như đang ở trong mây rông một sức mạnh vô hình nháy mắt hủy diệt anh ta. Bôn lôi quyền, chú trọng khí chứ không phải lực, khí thế anh ngưng tụ càng mạnh, uy lực của bôn lôi quyền sẽ càng lớn. Ngay sau đó, huỳnh nhân hóa trưởng thành quyền, nặng nề đấm vào lồng ngực kỳ hạ huy. Trong một giây, đã đánh ra mười mấy quyền. Tiếp theo, chú trọng tốc độ ra quyền, nhanh, mạnh, chuẩn, tốc độ ra quyền của anh quá chậm. Bốp bốp bốp, âm thanh đánh đấm dày đặc vang lên ngay sau đó, phát ra tiếng trầm đục khiến lòng người hãi hùng khiếp phía. Không chờ kỳ hạ huy phản ứng lại, toàn thân trên dưới đã phải chịu mấy chục đòn tấn công. Đánh xong bộ quyền pháp bôn lôi, huỳnh nhân cũng nhanh chóng thu quyền. Không hề bay ra ngoài, cũng không ngã xuống đất hộp máu như trong tưởng tượng. Kỳ hạ huy vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ, chẳng qua trợn to mắt, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống từng giọt lớn. Quần áo sau lưng toàn bộ ướt đẫm, cả người cứ như vừa được vớt ra khỏi hồ nước. Nhìn dáng vẻ này của kỳ hạ huy, huỳnh nhân cũng chỉ mỉm cười thản nhiên. Xem ra, anh ta cũng đã ý thức được rồi. Khí thế bôn lôi, nuốt chửng núi sông. Bị quyền pháp bôn lôi đánh chúng, không thể di chuyển. Bởi vì mỗi một quyền, đều sẽ đánh một luồng kinh khí vào cơ thể của đối phương, nếu dám cử động, kinh khí này sẽ nổ tung. Đến khi đó, không chỉ toàn thân đau đớn kịch liệt đơn giản như vậy nó còn để lại di chứng, cũng chính là nội thương mà người tập võ thường nói. Huỳnh Nhân đã nương tay với Kỳ Hạ Huy rồi. Mãi cho đến khi trôi qua 10 phút, Kỳ Hạ Huy mới cẩn thận dịch chuyển cơ thể, cứng ngắc ngẩng đầu lên, thảm thiết nhìn Huỳnh Nhân, run giọng hỏi. Anh, cuối cùng anh là ai? Tôi. Nghe vậy, Huỳnh Nhân bật cười, ôm Huỳnh Như lên, xoa đầu cô bé, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc nói. Tôi chỉ là ba của đứa nhỏ thôi. Bịch. Ngay sau đó, kỳ hạ huy như hiểu ra gì đó, nặng nề quỳ xuống đất, dập đầu với huỳnh nhân. Tổ sư ra ở trên, xin nhận một lạy của học trò. chương 35, Ngài Võ Si. Thời gian như dừng lại vào khoảnh khắc này, tất cả mọi. Người đều không thể tưởng tượng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Bang chủ của bang Thiên Long, thế lực ngầm đứng đầu. Minh Châu, thế mà vào giờ phút này lại quỳ gối, dập đầu liên hồi với Huỳnh. Nhân, sức rất lớn chán đập đến mức tụ máu bầm đồng thời sau khi dập đầu xong kỳ hạ huy còn chẳng dám ngẩng đầu lên vẫn cúi mọp đầu xuống đất huỳnh nhân không nói anh ta cũng không đứng dậy còn về ba hào tiểu danh cùng các thầy cô giáo trong văn phòng thì đều khiếp sợ đến mức choáng váng ngây ngốc nhìn trong thoáng chốc họ chỉ cảm thấy tam quan sụp đổ kỳ hạ huy là cao thủ được minh châu công nhận đồng thời là thành viên của hiệp hội võ đạo mà lại bại trận ư. Hơn nữa, còn bại thảm chứ. Người ở đây nào phải kẻ ngốc, họ nhận ra kỳ hạ huy ở. Trước mặt huỳnh nhân cũng chỉ trụ được một trận. Sự tranh lệch giữa hai người có thể nói là trên trời. Dưới đất, đứng lên đi. Huỳnh nhân vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đối với việc kỳ hạ huy. Quỳ xuống dập đầu. Tôi không phải tổ sư ra gì cả, anh nhìn lầm rồi. Không, tôi không hề nhận lầm kỳ hạ huy vẫn không chịu lúc ngẩng đầu lên anh ta nhìn huỳnh nhân với ánh mắt rực lửa tôi cảm thấy ngài có thể hiểu được bôn lôi quyền một cách sâu sắc hơn tôi ngài là ngài võ si đúng không không mấy người học bôn lôi quyền của hội thiên hạ học thành tài càng chẳng được bao nhiêu cũng chỉ có võ si đông dương mới có thực lực mạnh như vậy ngài võ si cô liếu ba hào tiểu danh hoàn toàn không biết người như bọn họ còn lâu mới tiếp xúc với bảy người đạt danh hiệu si của nam hạ võ si huỳnh nhân không khỏi bật cười ánh mắt ngạc nhiên nhìn kỳ hạ huy không ngờ anh ta lại biết võ si nhưng anh vẫn lắc đầu đáp tôi không phải võ si gì cả tôi chỉ là một người ba mà thôi đúng thế anh huy à tên này chỉ được cái tay chân nhanh nhẹn chút sao có thể là ngài võ si gì đó chứ đúng lúc này ba hào tiểu danh cũng hoàn hồn lại hơi lo lắng đi vào trong nhóm người kỳ hạ huy tuy anh ta không biết ngài võ si là ai nhưng thấy kỳ hạ huy tôn sùng ngài võ si đó nên chắc hẳn cũng là một nhân vật lớn nổi tiếng một nhân vật để kỳ hạ huy tôn sùng thì sao có thể xuất hiện tại nơi đây anh cầm miệng lại cho tôi thế nhưng anh huy chợt nổi giận đạp một cước vào bụng ba hào tiểu danh, nơi này nào tới lượt anh nói chuyện. Dầm, ba hào tiểu danh bị đá văng xa ra ngoài, anh ta ôm chặt. Đâu, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Còn về hào tiểu danh, cậu bé thấy ba mình bị người họ. Gọi đến đánh thì hòa lên khóc nức nở. Anh biết anh ta. Huỳnh Nhân bỗng nheo mắt, bình thản nhìn Kỳ Hạ Huy. Biết, đối mặt với Huỳnh Nhân, Kỳ Hạ Huy như biến thành người. Khác, kính trọng nói biết nhưng không quen loại chuyện này chắc không phải ngày một ngày hai đâu nhỉ huỳnh nhân chỉ hỏi nhưng vào tai kỳ hạ huy thì lại như khởi binh vấn tội nếu không phải gặp huỳnh nhân mà chỉ là một gia đình bình thường thì sao có phải sẽ thua thảm như thế không có lẽ vì chuyện gia đình nên bây giờ huỳnh nhân rất ghét hạng người này cơ thể kỳ hạ huy run lẩy bẩy vội vàng giải thích không phải nhà họ hào chỉ là gia tộc hạng hai sao có thể có quan hệ với chúng tôi, nếu như không phải nhà họ hào phụ thuộc vào. Nhà họ thiều thì tôi còn chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một lần. Vừa nói xong, Huỳnh Nhân híp mắt, trong mắt lè ánh. Sáng lạnh, anh ra ngoài chờ tôi, một lát tôi sẽ hỏi anh. Vâng, Kỳ Hạ Huy ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng lại lo lắng. Bất an, giọng điệu của Huỳnh Nhân rõ ràng có ý thẩm vấn anh. Ta, xong, anh ta nào dám hỏi, đành phải dẫn đám người vội. Vàng ra khỏi nhà trẻ, một đoàn người mặc tây trang bảnh bao, giờ lại giống như. Học sinh tiểu học phạm lỗi mà đứng ngay cửa nhà trẻ, người ở đây muốn cười lại. Chẳng cười nổi. Đây là kết quả bất ngờ, Huỳnh Nhân nhìn sang ba hào tiểu. Danh. Chỉ một chút đã dọa người nọ vội vàng lùi về sau, sợ mất. Mật mà hỏi. Anh, rốt cuộc anh là ai? Muốn gì hả? tôi chẳng muốn gì huỳnh nhân dẫn huỳnh như đến trước mặt ba hào tiểu danh thản nhiên nói anh cân nhắc thế nào về đề nghị lúc trước của tôi ba hào tiểu danh nghe xong thì biết đang nói chuyện chuyển trường thế là lập tức như được đại xá mà gật đầu liên lịa chuyển chuyển mai chúng tôi sẽ chuyển trường cô liếu cùng hiệu trưởng trường mẫu giáo ngơ ngác thế mà thật sự chuyển trường ư đúng lúc này người vợ ngất vì sợ máu yếu ớt tỉnh lại vừa mở mắt, cô ta trông thấy Huỳnh Nhân ôm Huỳnh Như. Thì lập tức chửi đồng lên. Anh dám đánh chồng tôi sao, tôi nói cho anh hay, anh. Chết chắc rồi, anh có biết đánh chúng tôi sẽ có hậu quả gì không? Đừng nói nữa, ba hào tiểu danh ở bên cạnh bị dọa đến. Nỗi mặt trắng bệch, giọng cũng run rẩy theo. Đừng nói cái gì, một thằng đàn ông như anh mà sợ gì hả? Cô vợ vẫn không buông tha mà tiếp tục mắng mỏ. Đừng nói nữa, ba hào tiểu danh đột ngột hét ầm tắt vợ mình một cái ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép toàn trường im ắng mẹ hào tiểu danh bụng mặt ngơ ngác nhìn chồng mình một dây sau lập tức cuồng loạn hơn anh đánh tôi anh cũng dám đánh tôi ba hào tiểu danh lạnh lùng nhìn cô ta sau đó vội vã khom lưng với huỳnh nhân thành thật xin lỗi thành thật xin lỗi bây giờ chúng tôi đi ngay Nói xong, anh ta nhanh chóng dẫn người trốn khỏi nhà. Trẻ! Huỳnh Nhân đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, anh quay đầu. Nhìn cô giáo liễu và hiệu trưởng. Cái nhìn này hoàn toàn khiến bọn họ khiếp sợ. Đối với chuyện của Huỳnh Như, bọn họ biết rõ hào tiểu. Danh sai nhưng vì bối cảnh nhà bản thân mà họ không thể không nghiêng về phía. Hào tiểu danh. Tính ra, các cô cũng là đồng lõa. Hai cô giáo à, chẳng hay các cô có từng nghe một câu nói chưa huỳnh nhân nheo mắt cười nói nhà giáo là người truyền tải kiến thức cũng như giải thích điều chưa biết ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép cô liễu và hiệu trưởng đang muốn lên tiếng thì bỗng nhiên điện thoại bọn họ reo lên là một dãy số xa lạ nhưng chẳng biết vì sao cô liễu và hiệu trưởng đều cảm thấy sợ hãi alo xin hỏi bạn là hiệu trưởng dò hỏi nhưng còn chưa dứt câu trong điện thoại đã vang lên giọng nói lạnh lùng tôi bên bộ giáo dục vừa rồi có người báo lên huỳnh nhân không nghe được câu kế tiếp vì anh đã ôm huỳnh như ra về thế nhưng nếu chẳng có gì bất ngờ thì hiệu trưởng trường mẫu giáo này sẽ đổi người khác ngài võ si ngài có dặn dò gì không lúc huỳnh nhân ôm huỳnh như đi ra thì có một giọng nói vừa thấp thỏm vừa cung kính cất lên đó chính là kỳ hạ huy đứng chờ rất lâu anh ta cùng đám người đứng ngay ở cửa ra vào như đang bị phạt đứng lặp lại lần nữa tôi không phải võ si giọng điệu của huỳnh nhân bỗng trở nên lạnh lùng kỳ hạ huy lập tức câm như hến huỳnh nhân nhìn anh ta chẳng nói gì chỉ xoa đầu huỳnh như dịu dàng nói tiểu như đi qua bên kia chơi cầu trượt được không dạ huỳnh như ngoan ngoãn đáp lời sau đó cô bé tự đi qua bên kia chơi cầu trượt bấy giờ huỳnh nhân mới nhìn sang kỳ hạ huy bình thản hỏi nghe nói anh và nhà họ thiều có hợp tác với nhau kỳ hạ huy nào dám nói dối thành thật trả lời chỉ là kinh doanh qua lại thôi năm năm trước có phải nhà họ thiều bảo anh làm một việc giọng của huỳnh nhân chợt trở nên lạnh lẽo bắt cóc tổng giám đốc nữ đứng đầu minh châu liễu phi tuyết đúng không audio điện tử võ tấn bền Chương 36, tôi quen rồi. Bắt cóc Liễu Phi Tuyết Ư. Nghe lời Huỳnh Nhân nói, Kỳ Hạ Huy lập tức không dám. Thở mạnh, bởi vì anh ta cảm nhận được, lời này vừa thốt ra, nhiệt. Độ xung quanh bỗng nhiên lạnh đi, một luồng sát ý lạnh như băng quấn quanh anh. Ta, anh ta nhớ lại vụ bắt cóc oanh động toàn thành 5 năm. Trước, không dám giấu, Kỳ Hạ Huy cẩn thận từng ly từng tí nói. Rõ sự thật, tiền bối không dám gạt ngài, đúng là nhà họ Thiều có. Tới tìm tôi, hứa hẹn cho tôi tiền công hậu hĩnh, nhưng mà tôi đã từ chối. Cũng bởi vì chuyện này mà ồn ào không vui với nhà họ Thiều. Kỳ Hạ Huy nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói. Kỳ Hạ Huy tôi mặc dù là kẻ đầu đường xó chợ, trình độ văn hóa không cao, nhưng vẫn biết rõ việc gì có thể làm, việc gì không thể chạm. Tôi và Liễu tiểu thư không oán không thù, sao có thể làm ra chuyện này được? vậy à huỳnh nhân nhẹ gật đầu cũng không nói gì kỳ hạ huy là người tính tình ngay thẳng không nói dối hơn nữa cho dù có nói dối thì huỳnh nhân chỉ cần liếc mắt là ra ngay thấy huỳnh nhân trầm ngâm kỳ hạ huy hơi do dự thử thăm dò tiền bối vị liễu tiểu thư nổi danh minh châu kia có quan hệ gì với ngài vậy ánh mắt huỳnh nhân lạnh đi liếc anh ta nói nên hỏi thì hỏi không nên hỏi thì đừng hỏi Kỳ Hạ Huy rụt cổ lại, vội vàng nói. Dạ dạ, là tôi lắm mồm. Huynh đệ thiên long bang thấy bộ dạng khúm núm của lão. Đại mình như vậy, không khỏi nhìn huynh nhân thêm mấy lần, ngay cả anh Huy cũng. Phải chạy vòng quanh người này, rốt cuộc đây là thần thánh phương nào. Tiếp đó lại im lặng, huynh nhân không nói lời nào, kỳ. Hạ Huy cũng không dám ho he. Thế lực dưới Minh Châu, không chỉ một thiên long bang. Này, huỳnh nhân hỏi vấn đề này chẳng qua là mang tâm thái thử vận may mà thôi bôn lôi quyền phổ của anh có được từ đâu huỳnh nhân đột nhiên hỏi kỳ hạ huy sửng sốt một chút ngay sau đó lập tức ngạc nhiên nói tiền bối cái bôn lôi quyền phổ này là tôi ra giá cao mua được ở một chợ đen vào một năm trước đó chợ đen à nghe vậy huỳnh nhân chỉ gật nhẹ người mê võ chắc chắn sẽ không đem bán quyển phổ quan trọng như vậy để lấy tiền nên chỉ có thể là đám. Môn đồ kia, nhưng mà đám môn đồ kia không phải là người ngu, sao? Có thể thật sự bán quyển phổ đi được, đương nhiên chỉ là chút gia lông, dụ dỗ Người mua mà thôi, anh cũng không nói ra, chỉ nói. Sau này, nếu có gì không hiểu về bôn lôi quyền thì có. Thể đến tìm tôi, kỳ hạ huy người này gây cho anh ấn tượng không tồi, thế là hơi nhắc nhở đôi câu. Thật vậy à? Kỳ Hạ Huy mừng rỡ, thậm chí còn hơi khó tin. Tiền bối, tôi thật sự có thể thỉnh giáo anh ư. Ừ, Huỳnh Nhân lạnh nhạt nói. Nhưng, hạ người nào nên hợp tác, hạng người nào? Không nên hợp tác, anh nên phân rõ ràng. Hơn nữa, đi đến bước này rồi không dễ. Nên tẩy trắng đi là được rồi. Vâng, tôi đây sẽ cắt đứt quan hệ làm ăn với nhà họ hào và nhà họ thiều kỳ hạ huy sao có thể không nghe ra huỳnh nhân đây là đang nhắc nhở anh ta lập tức kích động tỏ thái độ ừ anh đi trước đi huỳnh nhân khoát tay áo tỏ ý bảo kỳ hạ huy rời đi sau đó nhìn về phía bậc thang trơn bóng gọi tiểu như đi thôi chúng ta đi tìm mẹ đến đây rầm rầm một cái tiểu như trượt xuống từ bậc thang trơn bóng chạy tới bên người huỳnh nhân kéo tay anh nói đam mỹ hát văn ba con muốn cưỡi ngựa tiểu như chỉ chỉ đầu huỳnh nhân ngay sau đó huỳnh nhân cười ha ha được ba là ngựa cưỡi ngựa nào huỳnh nhân vừa cười vừa ôm tiểu như để con bé ngồi trên vai mình hai cha con đón hoàng hôn quay người rời đi kỳ hạ huy và đám đàn em của anh ta xem một màn này thì ngay cả người rất khó tưởng tượng một vị tiền bối có thành tựu cực cao trên. Bôn lôi quyền lại là một người con gái nói gì nghe nấy. Chẳng biết tại sao, Kỳ Hạ Huy đột nhiên có chút hâm mộ. Cuộc sống của Huỳnh Nhân, sau đó không nhịn được cao giọng hô. Tiền bối. Huỳnh Nhân dừng lại, quay đầu nhìn Kỳ Hạ Huy. Kỳ Hạ Huy lớn tiếng hỏi. Vẫn chưa biết đại danh của tiền bối. Huỳnh Nhân cười cười, nói. Tôi là Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân sao tên này lại quen tai vậy? Kỳ Hạ Huy, cho mày, lầm bà lầm bầm. Đột nhiên một tên đàn em vỗ đầu một cái, thốt lên. Em nhớ rồi, cái người ở rể, gả cho, đại tiểu thư của. Nhà họ thiều, tống như ý, sau đó lại mất tích trong hôn lễ, hình như cũng có. Tên như vậy, sắc mặt Kỳ Hạ Huy lập tức đột biến. Lúc Huỳnh Nhân dẫn tiểu như đi tới cao ốc quốc tế thì... Đã là 6 giờ tối cuộc sống về đêm ở Minh Châu, bây giờ mới thực sự bắt. Đầu, Ngài Huỳnh, vừa đi tới, phía sau lập tức vang lên tiếng gọi của một. Người phụ nữ, nhìn lại, chỉ thấy đứng sau là người phụ nữ mặc đồng. Phục nghiệp vụ phụ màu trắng, trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn, đúng là thư ký theo. Bên người liễu phi tuyết, Giang Hy Văn. Giang tiểu thư, chào cô. Huỳnh nhân mỉm cười gật đầu, sau đó nói. Liễu tổng đâu? liễu tổng vẫn đang họp hội nghị tổ chức cấp cao giang hy văn nói huỳnh nhân cảm thấy kỳ lạ lại hỏi sao lại lâu vậy vừa nhắc tới chuyện này sắc mặt giang hy văn hơi mất tự nhiên nhưng vẫn mỉm cười nói thật có lỗi ngài huỳnh đây thuộc về bí mật công ty không thể tiết lộ huỳnh nhân cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhìn dáng vẻ này của cô ấy hẳn là đang chuẩn bị tan làm huỳnh nhân cũng không muốn hỏi nhiều nắm tay tiểu như đi tới tầng họp. Trong cao ốc quốc tế, từ tầng 68 đến tầng 88 là thuộc. Về quốc tế lệ tinh, phòng họp trong những tầng từ 68 đến 88 đó là ở tầng 78. Nhưng mà, cửa thang máy vừa mở ra, Huỳnh Nhân đã nghe. Thấy tiếng quát mắng giận dữ của Liễu Phi Tuyết. Nợ thì phải trả tiền, đó là chuyện thường tình. Số tiền kia đã bao lâu rồi, là hai tháng. Nửa tháng có thể chưa trả kịp, tôi còn có thể hiểu. Nhưng bây giờ đã hai tháng rồi, một chút tiến triển cũng không có, ngoài thái độ. Làm việc của mấy người ra, tôi chỉ có thể nghi ngờ là các người không đủ năng lực. Bây giờ là hạn cuối cùng, nếu còn không lấy được khoản. Cuối, tất cả những ai chịu trách nhiệm hạng mục này, xéo hết đi. Trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận ngút trời, tựa như là ai đó chạm vào vảy ngược của Liễu Phi Tuyết, làm cho Liễu Phi Tuyết nổi trận lôi đình huỳnh nhân còn tốt nhưng huỳnh như đã bị dọa rồi ôm chặt ống quần huỳnh nhân sau đó cửa phòng họp mở ra rất nhiều lãnh đạo cấp cao họp trong đó đều chán nản ra ngoài lướt qua huỳnh nhân nhưng huỳnh nhân không phát hiện một trong những người đó nữ lãnh đạo dáng người thướt tha gương mặt xinh đẹp đột nhiên dừng lại vô thức ngoảnh đầu ngoái lại ánh mắt cô vội vàng tìm kiếm dáng người quen thuộc kia nhưng dòng người di chuyển bóng dáng huỳnh nhân dần biến mất trong đám người tổng giám đốc phượng làm sao vậy cấp dưới theo sau lưng ngạc nhiên nhắc nhở thang máy sắp đóng rồi tổng giám đốc phượng ngây ngốc hồi lâu mới hồi phục tinh thần vẻ mặt có phần cô đơn lắc đầu nói không có gì chỉ là nhớ tới một người cấp dưới kia hơi kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều dù sao cũng là việc riêng của sếp huỳnh nhân dắt huỳnh như vào phòng họp liếc mắt là lập tức nhìn thấy bóng người liếu phi tuyết cô đưa lưng về phía huỳnh nhân phòng họp to như vậy chỉ có một mình cô đèn đã tắt chỉ có chút ánh sáng mở từ hành lang hắt vào qua cánh cửa kéo dài cái bóng thẳng tắp của cô có vẻ cô hơi mệt hai tay chống chán, không biết đang nghĩ gì mẹ ơi huỳnh như cũng phát hiện tâm trạng liếu phi tuyết không tốt trốn sau lưng huỳnh nhân rụt rè gọi một câu Liễu Phi Tuyết đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc đột. Nhiên run lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy Huỳnh Nhân dắt Huỳnh như đứng sau lưng. Cô, yên lặng nhìn mình. Tiểu như, Liễu Phi Tuyết lập tức đứng dậy, giang hai tay ra. Lúc này Huỳnh như mới chạy tới, ôm cổ Liễu Phi Tuyết. Liễu Phi Tuyết cũng ôm lấy Huỳnh như, Huỳnh Nhân cũng. Đi tới, hỏi thử. Sao vậy, xảy ra chuyện gì à? Mặc kệ Huỳnh Nhân nghèo túng hay phong quang, đối với. Liễu Phi Tuyết, anh vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Liễu Phi Tuyết lắc đầu, không trả lời, chỉ là vẻ mặt. Hơi khác nhìn Huỳnh Nhân, nói. Sao muộn như vậy mới tới? Nhà trẻ có chút chuyện nên hơi muộn. Huỳnh Nhân cười nói. Về sao em phải quan tâm tình hình tiểu như ở trường học? Không nên đặt nặng công việc như vậy. Liễu Phi Tuyết im lặng một lúc, nói. Em sẽ cân bằng thời gian thỏa đáng. Anh biết em rất đặt nặng công việc, nhưng bây giờ anh đã về." Huỳnh Nhân nhìn Liễu Phi Tuyết chân thành nói, "Kiếm tiền nuôi gia đình là việc của anh." Liễu Phi Tuyết cười cười, không trả lời, chỉ nói, "Về nhà thôi." Nói xong thì ôm Huỳnh Như ra phòng họp. "Phi Tuyết, Huỳnh Nhân đột nhiên gọi." "Còn có việc gì à?" Liễu Phi Tuyết ôm Huỳnh Như quay đầu nhìn lại. "Anh biết lúc trước anh không có ở đây, em rất hận anh, nhưng bây giờ anh đã về, ít nhất hãy để anh san sẻ với em chút ít." Huỳnh Nhân chăm chú nhìn Liễu Phi Tuyết, lắc đầu nói, "Anh không muốn chuyện gì cũng phải để em một mình." Gánh vác, như vậy có vẻ anh rất dư thừa. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Liễu Phi Tuyết hiện lên một tia khác thường, chuyển ánh mắt, không đối mắt với Huỳnh Nhân. "Em quen rồi, hơn nữa, chuyện này anh không giúp được." Những lời này đã kích thích Huỳnh Nhân em còn chưa nói sao đã biết là anh không giúp được. Ngoặc kép ngoặc kép, Liễu Phi Tuyết im lặng lúc lâu, thấy Huỳnh Nhân cố chấp. Như vậy, cô chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, em nói cho anh biết. Năm phút sau, Liễu Phi Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Huỳnh. Nhân nói, chương 37, sổ đen. Sắc mặt Huỳnh Nhân hơi hòa hoãn, ánh mắt nhìn về phía. Liễu Phi Tuyết cũng nhiều thêm một phần dịu dàng ái náy. Năm năm chinh chiến, đối với huỳnh nhân mà nói đây là lễ thanh tẩy thoát thai hoán cốt nhưng đối với liễu phi tuyết mà nói nó lại giống như ác mộng lúc biết được bản thân mang thai không ai biết cô hoảng sợ thế nào lúc mệt mỏi đau đớn không có ai cho cô một cái ôm ngay cả lúc sinh huỳnh như cũng là cô một thân một mình tính cách làm cho liễu phi tuyết đã sớm quen với việc có chuyện gì thì đều một mình chịu đựng dù là bị thương, tuổi thân cũng không. Nói cho ai? Cho dù Huỳnh Nhân đã trở về cũng không thể thay đổi điều. Này, Huỳnh Nhân không trách, trong lòng chỉ có hổ thẹn. Bất cứ chuyện gì đều cần quá trình, thứ làm Huỳnh Nhân vui mừng là giữa anh và Liễu Phi Tuyết còn có một cây cầu nối, đó là con gái của hai người, Huỳnh Như. Vì con gái, Liễu Phi Tuyết đồng ý thử mở lòng, tìm hiểu. Người đàn ông xa lạ này Huỳnh Như đã ngủ trong ngực liễu phi tuyết rồi. Lúc con bé ngủ rất đáng yêu, cái miệng nhỏ hơi vỉnh. Lên, còn chảy nước miếng, có vẻ như là mơ thấy chuyện gì vui, khóe miệng hơi. Cong lên, liễu phi tuyết cẩn thận lau nước miếng bên miệng Huỳnh. Như, sau đó nói ra chuyện làm cô buồn phiền lần này. Huỳnh Nhân tập trung tinh thần nghe, vẻ mặt nghiêm. Tốt, thật ra, chuyện cũng không sai biệt lắm với phán đoán của Huỳnh Nhân một xí nghiệp cỡ lớn nổi danh vay tiền lệ tinh mãi không trả. Kéo dài hết ngày này qua ngày khác, kéo tới khi Liễu Phi Tuyết không thể nhịn. Được nữa, công ty nợ tiền này tên là Giải trí Huy Hoàng, làm một. Công ty giải trí tập hợp khách sạn, cây TV, hộp đêm, sòng bài, thỉnh thoảng cũng. Có một vài minh minh tuyến ba không nóng không lạnh tới chơi bời, hoặc là khách. Quý tới dừng chân, thu hút nhân khí, coi như là có chút tiếng tăm trong ngành giải trí, nhưng mà bên trong không quá sạch sẽ. Nhìn lịch sử hợp tác của giải trí Huy Hoàng nói chung, thường xuyên xuất hiện chuyện kẻ có thể dương oai bắt nạt người, chuyện nợ. Không trả tiền không phải là chưa từng xảy ra. Vốn loại công ty bên trong không sạch sẽ, lòng dạ hiểm. Độc bị khoa kinh tế điều tra là ra không nằm trong phạm vi hợp tác của Liễu Phi. Tuyết, nhưng mà hồi trước có một vị cao tầng trong công ty nổi lòng tham, nóng lòng muốn hoàn thành hạng mục, thế là lấy danh nghĩa liễu phi tuyết hợp tác giới. Giải trí huy hoàng. Kết quả là lúc hạng mục nhanh chóng hoàn thành, lệ. Tinh yêu cầu lấy khoản cuối thì huy hoàng lại kéo đi kéo lại, rõ ràng là không. Muốn trả, tiền nợ tổng cộng là 100 triệu, đối với lệ tinh mà nói cũng xem. Như là một khoản không nhỏ rồi. Sau khi biết rõ chuyện, liễu phi tuyết không chỉ tức. Giận một lần trong hội nghị, đã sa thải vì cao tầng tham lam kia, hơn nữa còn. Ra lệnh cưỡng chế, đến cuối tuần này mà không lấy được khoản cuối về thì đều xa. Thải hết. Nói xong chuyện này, mặt liễu phi tuyết như phủ băng vậy. Rõ ràng là tức giận không nhẹ. Cũng khó trách liễu phi tuyết, đừng nói khoản nợ cuối. Này không phải là ít, mà chỉ riêng việc hãm hại bản thân này, cô đã nuốt không? Trôi, không lấy về, thề sẽ không bỏ qua đây chính là chuyện em buồn phiền, nói cho anh nghe. Thì có ích lợi gì? Liễu Phi Tuyết nhìn Huỳnh Nhân, phản ứng lạnh nhạt. Huỳnh Nhân cũng cười nói. Nếu như anh thật sự có cách thì sao? Liễu Phi Tuyết cũng lắc đầu, rất nghiêm túc chăm chú. Nhìn Huỳnh Nhân nói. Anh biết em không vừa lòng anh ở chỗ nào không? Ở đâu, vẻ mặt Huỳnh Nhân thay đổi vi diệu. Nói không giữ lời. Liễu Phi Tuyết thu tầm mắt lại, lạnh giọng nói. Anh có thể nghèo, cũng có thể không có công việc, em. Đều có thể nuôi anh, nhưng anh là một người đàn ông. Thân là một người đàn ông, sẽ chịu trách nhiệm cho từng. Câu nói của mình, em biết anh muốn an ủi em, những loại an ủi này, thật sự rất thấp kém. Huỳnh Nhân kinh ngạc nhìn Liễu Phi Tuyết, sau đó cười. Cay đắng, không giải thích nhiều. Về nhà đi, Liễu Phi Tuyết ôm lấy Huỳnh như đã ngủ, xoay người ra. Khỏi phòng họp ánh sáng mở ảo ánh mắt huỳnh nhân đột nhiên thay đổi sắc bén như mắt ưng anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số đi thăm dò một công ty gọi là giải trí huy hoàng vâng thưa thiếu chủ hiệu suất làm việc của lưu an rất nhanh huỳnh nhân vừa đến tử viên đã có tin tức thiếu chủ giải trí huy hoàng là một tập đoàn giải trí dưới chướng nhà họ hào tại minh châu nhưng công ty nhà này cũng không phải hoàn toàn do nhà họ Hào làm chủ, một nửa cổ phần công ty là thuộc về thế lực. Nhà họ Hoác, Lưu An báo cáo. Đồng thời, nhà họ Hào vẫn còn quan hệ buôn bán thân. Thiết với nhà họ Thiều. Được, tin tức lớn như thế, Huỳnh Nhân lại chỉ nhẹ gật đầu. Rõ ràng là anh đã có phán đoán trong lòng. Lưu An, ngày mai tới giải trí huy hoàng với tôi một. Chuyến, anh thản nhiên nói. Vâng, hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Liễu Phi Tuyết đang gọi Huỳnh Nhân xuống tầng một ăn. Sáng, tuy rằng người sau tổ chức cho người trước một hôn lễ long trọng chưa từng. Có, nhưng ở một bước đeo nhẫn tổ hôn kia, Liễu Phi Tuyết lại từ chối, vì vậy. Hai người vẫn chưa tính là vợ chồng chân chính, đương nhiên phải chia phòng ngủ. Nhưng mà, đẩy cửa ra, cửa sổ trong phòng được mở ra. Hơi lạnh từ gió đêm thổi bức rèm hai bên cửa bay phấp phới, nhưng lại không thấy bóng dáng Huỳnh Nhân. Liễu Phi Tuyết nhíu mày, lặng lẽ đóng cửa lại trong. Lòng thầm mắng, cái tên này lại đi đâu vậy? Nhưng cô không rảnh đi tìm Huỳnh Nhân, sau khi đưa Huỳnh như tới nhà trẻ, Liễu Phi Tuyết đi thẳng tới công ty. Hôm nay cô phải xử lý phương án nhà họ Liễu đề xuất. Cùng lúc đó, ở cao ốc Huy Hoàng, một chiếc Rolls-Royce thắng kít một cái, dừng trước cửa. Ra vào cao ốc, cửa xe mở ra, huỳnh nhân đang mặc một thân tây trang đặt may riêng màu đen chậm rãi đi xuống giày da bóng loáng lưu an đi phía sau vẫn ăn vận như cũ trên là áo da đen bó sát quần da bên dưới cũng chẳng khác đeo bốt da 10 cm đi theo sau huỳnh nhân một tấc không rời hai người chậm rãi đi vào cửa ra vào cao ốc hai bảo vệ dáng người cao lớn ở cửa lập tức cản huỳnh nhân không kiên nhẫn nói làm gì vậy ánh mắt lưu an sau lưng huỳnh nhân lập tức lạnh lẽo đang muốn động thủ lại bị huỳnh nhân ngăn lại anh giữ lấy lưu an lắc đầu lưu an im lặng một lát cuối cùng cũng lùi về phía sau huỳnh nhân không nói một lời sau đó huỳnh nhân lại nhìn hai bảo vệ cao ốc lạnh nhạt nói làm phiền thông báo cho chủ tịch tập đoàn huy hoàng hào tinh hút của các người một chút nói chúng tôi là tập đoàn lệ tinh hai người bảo vệ kia nghe xong trong mắt lóe lên tia. Sáng, giọng điệu lạnh đi không ít. Mấy người là người lệ tinh. Đúng vậy. Hai gã bảo vệ kia lập tức xua đuổi. Thật có lỗi, lệ tinh các người đã bị công ty chúng. Tôi xếp vào sổ đen, tranh thủ thời gian cút được bao xa thì cút đi. Sổ đen. Huỳnh nhân không tức giận, mà còn nở nụ cười. Vậy phải phiền mọi người kéo ra khỏi sổ đen rồi. Hai gã bảo vệ kia nhếch miệng cười dữ tợn. Xem ra, mấy người không có ý muốn rời đi nhỉ. Đã như. Vậy, lát nữa mà thiếu tay hay thiếu chân gì thì cũng đừng trách chúng tôi đấy. Hai gã rõ ràng không phải là bảo vệ bình thường, giống. Với côn đồ liếm máu trên đau hơn. Cạch, từ trong ngực bọn họ, móc ra hai con con dao găm sáng. Loáng, một trong hai người đâm về phía Huỳnh Nhân và Lưu An. Giải trí huy hoàng và thế lực nhà họ hóc ở Minh Châu. Hợp tác vì giữ gìn an toàn cho nhân viên giải trí huy hoàng, nhà họ hoác phái. Không ít anh em tới, ẩn nấp dưới thân phận bảo an. Mắt thấy sắp đâm tới huỳnh nhân, Lưu An ở sau lập tức. Hành động, bịch bịch, còn chưa thấy rõ Lưu An động thủ thế nào, gã bảo vệ. Kia đã bay thẳng ra ngoài, đâm vào vách tường cao ốc. Giang giác, lập tức, vách tường chia năm xẻ bảy chương 38, nửa tiền không trả cả quá trình không tới một giây đồng hồ, gần như là. Trong nháy mắt, tên bảo vệ kia đã nửa sống nửa chết dán lên vách tường rồi. Bảo, vệ chứng kiến mãnh liệt nuốt nước bọt, dao găm trong tay rơi xuống đất phát ra. Tiếng, loảng xoảng hai chân run như cầy sấy. Người phụ nữ này thoạt nhìn xinh đẹp lại gợi cảm, sao? Mà bạo lực vậy chứ? Cần sức lớn thế nào mới có thể đạp vỡ vách tường của? Công ty bọn họ được chứ? giờ đi gọi ông chủ các người ra được rồi chứ. Huỳnh Nhân tùy tiện ngồi xuống khu vực tiếp khách, lạnh. Nhạt nói, chuyện này cậu không quản được đâu, mất mạng vì. Một chuyện mình không quản nổi thì lỗ quá. Lời nói vô cùng hờ hững lại dọa cho bảo vệ tái mặt. Không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn vì sợ quá nên ngã bổ nhào một. Cái. Huỳnh Nhân ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng. Chờ kết quả lưu an cung kính đứng một bên đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh thiếu chủ chuyện này đâu cần anh ra mặt một mình tôi là đủ rồi huỳnh nhân cười khẽ ra tiếng thản nhiên nói lưu an bây giờ không thể so với lúc trước trước kia tôi ủng hộ cách cô làm việc nhưng bây giờ nếu đã xuất ngũ thì chính là một công dân tuân thủ pháp luật khắp nơi đều là hạn chế đương nhiên không thể làm như vậy nữa lưu an hậm hực hừ một tiếng nhưng nếu thiếu chủ đã nói như vậy thì cô ta cũng không có ý kiến huỳnh nhân nhìn ra ý của cô ta không khỏi nở nụ cười nếu đối phương không phối hợp tạo cơ hội cho cô ra tay thì chúng ta cũng không thể chịu thiệt thòi được cô nói có đúng không lưu an nghe vậy mới nở nụ cười đứng sau lưng huỳnh nhân nóng lòng muốn thử ôi thì ra là khách từ lệ tinh đúng là khách quý ít tới đúng lúc này khu vực thang máy vang lên một tiếng cười quyến rũ đầy hấp dẫn huỳnh nhân và lưu an nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một người phụ nữ có dáng người nóng bỏng mê người như hồ ly tinh xuất hiện cô ta mặc một chiếc váy van tím mỏng hơi bó thuần thục phát họa đường nét mê người của cô ta mềm mại như một con rắn nước vậy gương mặt trái xoan trắng nõn trang điểm rất đậm thậm chí đôi mắt hoa đào đẹp nhiếp hồn người kia còn được đánh phấn mắt màu tím một cách tỉ mỉ. Cô ta đi đôi cao gót tới 10 ly, bước nhẹ như mèo đến. Trước mặt huỳnh nhân, huỳnh nhân lập tức bị mùi nước hoa đậm đặc phả thẳng vào. Mặt, kích thích hơi thở của anh. Huỳnh nhân thoáng cau mày, hơi lui về phía sau, lạnh. Lùng đánh giá người phụ nữ toàn thân tản ra hương vị phong trần trước mặt. Tự giới thiệu một chút, tôi là Lâm Trân Nghi, bộ trưởng ngoại giao của công ty giải trí Huy Hoàng. Cô ta cười khanh khách vươn một bàn tay tới, ánh mắt lả. Lời đánh giá huỳnh nhân. Cấp dưới tương đối lỗ máng, hy vọng anh đừng. Trách tội. Lâm Trần Nghi, bên ngoài là lãnh đạo của công ty. Giải trí Huy Hoàng, nhưng cũng chỉ có danh thôi. Trên thực tế cô ta là tình. Nhân bị hoác ca nhà họ hoác bao nuôi, được hoác ca phái tới đây dám thị hướng. Đi thật sự của công ty giải trí Huy Hoàng. Lưu An nhỏ giọng giới thiệu. Bên tai Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân không bắt tay với Lâm Trân Nghi, trực tiếp. Đi thẳng vào vấn đề. Tôi đến để lấy tiền, tiền được chuyển vào tài. Khoản là tôi đi luôn. Hi hi, anh Huỳnh nói vậy chẳng phải làm hai công. Ti xa cách quá à. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng hợp tác với nhau, không uống một. Ly thì không thể nào nói nổi. Lâm Trân Nghi cười khanh khách. Có chuyện gì đến bàn rượu rồi từ từ nói. Huỳnh Nhân lạnh nhạt nhìn thoáng qua cô ta, lập tức hiểu. Ý của Lâm Trân Nghi, có lẽ là công ty giải trí huy hoàng này quyết tâm không muốn. Trả thù lao, cũng tốt, dẫn đường đi, chuyện dị giới. Huỳnh Nhân là kẻ tài cao nên gan cũng lớn, muốn xem thử. Công ty giải trí huy hoàng chơi siếc gì? Bên này, Lâm Trân Nghi nhấn nút thang máy, cười mời Huỳnh Nhân và Lưu An vào một tay khác lặng yên bỏ vào túi. Thang máy không chạy lên trên, ngược lại xuống tầng hầm. Thứ hai, khi cửa thang máy mở ra, Huỳnh Nhân chợt nghe được tiếng nhạc heavy. Mẹ tổ đinh tai nhức óc. Thì ra tầng ngầm thứ hai lại là một câu lạc bộ đêm xa. Hoa. Bởi vì xây ở tầng ngầm, không thấy ánh mặt trời, vậy. Nên không phân biệt ngày đêm, là một quán ba mở cửa cả ngày. Đèn huỳnh quang đủ. Loại màu sắc nhấp nháy, trên sàn nhảy còn có người mẫu nóng bỏng đang nhảy. Khiêu gợi để khuấy động không khí, một ít thanh niên cả nam lẫn nữ xăm mình ôm. Ôm ấp ấp, lắc lư nhún nhảy, cả bầu không khí mở ám rối loạn, khiến người ta buồn. Nôn, âm nhạc kim loại, nặng chấn động đinh tai nhức óc, không khí hỗn tạp mùi rượu thấp kém, huỳnh. Nhân vẫn hờ hững không thay đổi sắc mặt, nhưng Lưu An theo sau cực không thích. Hoàn cảnh thế này, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo lâm trân nghi ngồi xuống một chỗ quầy ba sau đó thuần thuộc rót ba ly rượu tây một ly cho huỳnh nhân một ly cho lưu an còn lại một ly cho chính mình đôi môi đỏ mọng của lâm trân nghi lẳng lơ nhấm nháp một ngụm dưới tia đèn màu huỳnh quang gương mặt cô ta có vẻ quyến rũ vạn phần huỳnh nhân nhận ly rượu tây này nhưng không uống ngay anh nhẹ nhàng lắc ly thản nhiên nói cô Liễu dùng chỗ này để đàm phán không thích hợp lắm thì phải có gì không thích hợp khóe môi lâm chân nghi nhếch lên nụ cười thản nhiên đổi cách nói anh huỳnh chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng đã tới đòi tiền thì thích hợp à huỳnh nhân nhướng mày thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên càng chưa nói hợp đồng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng mấy người còn một trăm triệu chưa trả đúng là hợp đồng viết như vậy nhưng phục vụ của lệ tinh các người nhất định là hoàn hảo hay sao Lâm Trần Nghi vẫn đang cười, nhưng nụ cười kia có vẻ lạnh. Băng, câu lạc bộ đêm này là do lệ tinh các người xây. Nên, nhưng trong quá trình xây dựng lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, phong. Cách thiết kế cũng không tuân theo yêu cầu của bên chúng tôi. Đây vốn đã trái với. Điều khoản trong hợp đồng rồi. Nếu tôi là tổng giám đốc hào, tôi từ chối trả một. Trăm triệu kết khoản kia. Huỳnh nhân cười. Cái gì gọi là kẻ ác cáo trạng trước chính là đây lâm trần nghi này còn trẻ lại có thể chiếm được niềm vui của hóc ca đúng là có chút thủ đoạn thấy huỳnh nhân không nói lời nào lâm trần nghi cho rằng huỳnh nhân sợ tiếp tục nói anh huỳnh này tổng giám đốc hào đã đã tỏ thái độ minh xác rằng sẽ trả khoản đuôi rồi nhưng không phải bây giờ vậy là khi nào nụ cười trên mặt huỳnh nhân càng thêm nồng đậm rất hứng thú hỏi lại Sắp tới Huy Hoàng chúng tôi bận một hạng mục lớn Có vào không ra, chờ đạt được lợi nhuận rồi sẽ trả tiền cho lệ tinh theo dai Đoạn Lâm Trân Nhi nghiêm mặt nói Về điểm này anh có thể yên tâm trăm phần trăm Đi, Huy Hoàng chúng tôi là công ty có danh dự, tuyệt đối không làm ra chuyện nợ Tiền không trả, nói đến cùng cũng là tổng giám đốc liễu các anh không hiểu biết Tổng giám đốc hào chúng tôi mà thôi Nhưng tổng giám đốc hào đại nhân đại lượng không so đo với tiểu nhân, đã báo trước cho tôi rồi. Sau này chúng tôi có hạng, mục gì kiếm ra tiền nhất định sẽ kéo theo lệ tinh, có tiền mọi người cùng nhau. Kiếm? Nhưng nếu tổng giám đốc liếu các anh cứ phải vì 100 triệu còn con này mà phá hỏng con đường hợp tác sau này, chọc giận tổng. Giám đốc hào thì tôi không dám cam đoan các anh sẽ gặp phải sự cố không cần thiết. Gì đâu đấy? Câu nói cuối cùng đã thành uy hiếp trắng trợn, Tuy Lâm Trần Nghi đang cười nhưng nụ cười lại vô cùng ác liệt. Mà đám đàn ông đang uống rượu quanh đó đều cố ý hoặc. Vô tình nhìn về bên này, ánh mắt hung ác. Bên hông mỗi người bọn họ đều phình phình, vừa thấy là. Biết giấu súng. Muốn chết. Lưu An thấy vậy thì giận dữ, muốn ra tay. Huỳnh nhân vẫn cản cô ta lại, ngoài mặt không chút. Thay đổi, vẫn nhẹ như mây gió. Nói như vậy là lần này tôi không cầm được một trăm triệu kia đúng không? Anh Huỳnh, tôi cũng không giúp gì được. Lâm Trần Nghi tiếc hận nói. Vậy được thôi. Tuy Huỳnh nhân gật đầu, nhưng cũng không định rời đi. Cô Liễu nói đúng lắm, Lệ Tinh và Huy Hoàng là đối. Tác làm ăn với nhau, không đáng vì chút tiền này mà tổn thương hòa khí. Lâm Trần Nghi nghe vậy lập tức hớn hở. Vậy mới đúng chứ, anh Huỳnh ở đây chơi một lát. Sao? Chơi một lát, Huỳnh nhân cười gật đầu. Lâm Trần Nghi lập tức gọi một người đàn ông mặc com lê. Tới, giới thiệu. Vị này chính là anh Huỳnh của lệ tinh, triều đái. Cho cẩn thận, tiền rượu đều tính cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc Lâm. Người đàn ông mặc tây trang kia lấy một chai Amander. Ri nhắc câu tới, sau đó rời đi. Huỳnh Nhân lấy hai cốc thủy tinh ra, đưa một cái cho. Lưu An, sau đó chậm gì gì phẩm rượu. Vẻ mặt Lưu An rất nghẹn khuất thiếu chủ chúng ta cứ bỏ qua như vậy à lưu an cô theo tôi lâu thế rồi còn không biết tính tình của tôi sao huỳnh nhân cười nhấp một ngụm rượu tôi đã nín nhịn người khác hồi nào chưa thiếu chủ ý của anh là hai mắt lưu an sáng rực chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật có một số việc chúng ta không thể làm nhưng không có nghĩa là người khác không thể làm huỳnh nhân cười gọi vào một dãy số điện thoại nhanh. Chóng thông, bên kia vang lên một giọng nói cảnh giác. Có việc sao? Rảnh chứ, Huỳnh Nhân cười hỏi. Tìm tôi làm gì? Giọng nói bên kia càng. Thêm cảnh giác. Mời anh uống rượu. Huỳnh Nhân cười nói. Thuận tiện giúp tôi đập một công ty. mươi 39, đập. Chờ Thiều Nghiêm dẫn người chạy vội tới thì thấy Huỳnh. Nhân đang nhàn nhã uống rượu. Sau lưng hai người họ có ba, bốn bảo vệ ba đi tới đi lui nhìn như tùy ý thật ra đều đánh mắt cảnh chừng bên này rõ ràng là người do lâm chân nghi phái tới giám thị bọn họ huỳnh nhân cũng không để ý thấy thiều nghiêm đến thì vẫy tay với anh ta thiều nghiêm sợ hãi nhìn thoáng qua lưu an bên cạnh huỳnh nhân hình ảnh lưu an từ trên trời giáng xuống như sát thần ngày đó vẫn khắc sâu dấu vết trong lòng anh ta giống như bóng đẻ vậy lưu an bình thản không buồn để ý cái nhìn của thiều nghiêm trong mắt cô ta giá trị sinh mệnh của thiều nghiêm chẳng khác nào một con kiến huỳnh nhân chỉ ghế dựa đối diện cười nhạt ngồi đi thiều nghiêm như đứng đống lửa như ngồi đống than ngồi xuống trước mặt huỳnh nhân đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút cau mày hỏi đây không phải quán ba của nhà họ hào hà sao anh lại ở đây huỳnh nhân hờ hững liếc anh ta tôi làm cái gì còn cần trưng cầu sự đồng ý của anh à cổ thiếu nghiêm lập tức rụt lại, ý thức được mình nói. Sai, vội vàng tự rót cho mình một cốc rượu. Tôi tự phạt một ly. Sứt lời, anh ta nốc ừng ực cả cốc lớn Amander. Ri nhắc câu, thoáng cái mặt đã đỏ rực. Đừng sợ, tôi là người công tư rõ ràng, từ đầu tới. Cuối tôi chỉ nhằm vào thiều gia nguyệt thôi, không liên quan đến anh. Huỳnh nhân thấy dáng vẻ thiều nghiêm như vậy thì cười. Tùm tìm nói tiếp huống chi giờ anh là người của tôi, tôi đương nhiên. Không bạc đại anh. Sứt lời, Huỳnh Nhân nâng ly ra hiệu với Thiều Nghiêm. Cảm ơn. Thiều Nghiêm trần chờ một thoáng, vẫn dơ rượu lên cục. Ly với Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân chỉ uống một ngụm nhỏ, mà Thiều Nghiêm lại. Cạn ly, có lẽ anh ta cảm thấy uống rượu với Huỳnh Nhân nhất định phải ly nào cạn. Ly ấy. Thuốc giải đâu, Thiều Nghiêm nhìn về phía. Huỳnh Nhân, ánh mắt trở nên nôn nóng, còn mở tay ra trước mặt Huỳnh Nhân. Thuốc giải ở chỗ tôi đây. Huỳnh Nhân vẫn cười nhẹ nhàng như cũ. Tôi sẽ cho anh, nhưng không phải bây giờ. Vì thế, thiếu nghiêm hoàn toàn lý giải rõ ràng ý tứ của. Huỳnh Nhân. Sau khi bị Huỳnh Nhân cho uống thuốc độc, anh ta cũng. Từng thử đi tìm danh y, nhưng ngay cả danh y cũng không nói ra được thuốc độc. Này là thứ gì, thiếu nghiêm đã hoàn toàn tuyệt vọng anh ta biết huỳnh nhân có ý gì muốn giải dược được thôi làm việc cho tôi làm con chó của tôi bây giờ chính là lúc con chó thiều nghiêm này làm việc lần đầu cắn người thiều nghiêm hít sâu một hơi nói đi muốn đập công ty nhà ai huỳnh nhân chỉ xuống đất không vội bắt đầu từ nơi này đi nhà này khóe mắt thiều nghiêm giật giật nơi này là quán ba dưới trướng nhà họ hào đấy thì bởi vì là nhà họ hào mở nên tôi mới đập. Thiều nghiêm miếu máu như muốn khóc, ánh mắt tràn đầy. Khiếp sợ, đây là quán ba dưới trướng nhà họ hào, thời. Gian này nhà họ thiều đang quan hệ rất tốt với nhà họ hào. Anh lại bảo tôi đập. Sản nghiệp nhà họ hào khác nào ép tôi vào con đường chết. Chị tôi sẽ giết chết. Tôi, Huỳnh Nhân cười lạnh như băng. Làm việc cho tôi sao có thể không mạo hiểm chút. Nào cơ chứ hơn nữa nếu không phiêu lưu thì sao có thể chứng minh sự trung thành của anh bây giờ nghe lời nói như ác ma của huỳnh nhân thiều nghiêm rợn tóc gáy dùng mình một cái ác quỷ anh là ác quỷ còn ác hơn chị tôi anh ta vừa sợ lại vừa giận đừng tưởng rằng chị tôi không biết hành vi của anh trong thời gian này anh thật sự muốn khiêu chiến lòng kiên nhẫn của chị tôi sao huỳnh nhân kỳ quái hỏi người đập công ty nhà họ hào là anh phá hỏng quan hệ nhà họ hào và nhà họ thiều cũng là anh liên quan gì tới tôi chứ anh thiều nghiêm cứng người cuối cùng cũng hiểu vì sao huỳnh nhân gọi mình tới rõ ràng là biến anh ta thành vật hy sinh kỳ hạ huy cũng có thể đập quán vì sao cứ phải gọi thiều nghiêm mới được bởi vì gọi thiều nghiêm thì mức độ tổn thất khi bại lộ sẽ ở mức thấp nhất mà bang thiên long của kỳ hạ huy nói như thế nào cũng là thế. Lực ngầm nổi danh sánh ngang nhà họ hoắc nếu làm to chuyện thì rất có thể sẽ. Liên lụy đến kỳ hạ huy, không cần thiết. Thiều nghiêm vốn đang muốn chửi mẹ nó lại nhịn xuống. Hít một hơi thật sâu, sau đó giơ cao tay hung hăng nện ly thủy tinh tinh xảo xuống. Đất, choang, nháy mắt, ly thủy tinh vỡ tung tóe Tiếng va chạm chói tai cũng thu hút sự chú ý của đám người ở đây tiếng nhạc ngưng bật người mẫu nữ khuấy động không khí đang uốn éo cũng ngừng lại ngơ ngác không hiểu gì nhìn tình huống bên dưới chỉ có đèn huỳnh quang đủ mọi màu sắc vẫn chiếu tới chiếu lui làm cho gương mặt mỗi người lập lòe lúc sáng lúc tối mấy người muốn làm gì bảo vệ ba đã chạy tới tức giận chất vấn sao lại đập ly các người bán rượu giả cho tôi còn hỏi lý do à đáy mắt thiều nghiêm hiện lên vẻ dữ tợn cười lạnh một tiếng lại giơ chân đạp đổ cái bàn trước mặt vang lên tiếng loảng xoảng rầm rầm rình cái bàn bị đá đổ rượu và ly cốc trên bàn lập tức rơi xuống đất nát thành mảnh nhỏ rượu chảy đầy sàn anh nói lung tung bảo vệ kia mặt đỏ tai hồng cãi lại mỗi bình rượu ở đây đều trải qua thẩm trang nghiêm khác tuy nói như vậy nhưng huỳnh nhân vẫn nghe ra người này không đủ tự tin mỗi ngành nghề đều vì mục đích kiếm tiền quán rượu câu lạc bộ đêm càng như vậy đừng nói nơi này dù là quán bar khác đều ít nhiều ăn bớt ăn xén tiền nhập hàng đổi thành mấy bình rượu tây giả đây là quy củ trong ngành ai đều biết chẳng qua không ai vạch trần mà thôi nói ra chẳng khác nào đánh vỡ quy củ của ngành chặt đứt đường phát tài của mọi người tôi nói đây là rượu giả đây là rượu giả thiều nghiêm hung hăng vô cùng lạnh giọng nói. Có cần tôi gọi cho bộ ngành đảm bảo chất lượng? Thực phẩm tới đây không? Bảo vệ ba nghe vậy thì nhụt chí, chẳng may thật sự đến. Tài bộ chất lượng thì chuyện này to lắm. Thiều Nghiêm mở một chai rượu tây ra, ghé tới mỗi người. Thử, lại nện thẳng xuống đất. Rượu giả. Nói xong, anh ta lại mở một chai, ngửi một hơi, lại nện xuống đất. Rượu giả. Rượu giả. Rượu giả vẫn là rượu giả choang choang loảng xoảng tiếng chai vỡ vang lên không dứt thiều nghiêm mở chai nào ra đều đập vỡ chai đó chỉ chốc lát sau đủ loại rượu tây đắt tiền trong tủ lạnh đều bị đập gần hết bảo vệ ba đều giận mà không dám nói gì chỉ có huỳnh nhân từ khi thiều nghiêm đập bình rượu đầu tiên vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm. hài lòng nhìn thiều nghiêm tên nhóc này dễ dậy đều là rượu giả Thiều nghiêm hung ác nhìn quét một vòng đám người, cười. Nham hiểm. Ông đây vô cùng vui sướng đến chỗ này uống rượu. Tán gái chơi, vậy mà dám bán rượu giả cho ông. Các người chán sống rồi à. Sứt lời, anh ta vỗ mạnh lên quầy ba, hét lớn. Người đâu, đập cái bà bán rượu giả này cho. Tao. Dầm rầm. Thiều nghiêm vừa ra lệnh một tiếng, lập tức có bảy tám. Người đàn ông vạm vỡ sông lên, đập phá khắp quán. Choang, loảng xoảng nhoáng cái tất cả rượu tây đều bị đập thành mảnh nhỏ rượu đủ màu sắc sắc chảy thành một dòng sông nhỏ á à, mấy cô mẫu nữ khuấy động không khí thấy cảnh này đều sợ muốn bay luôn linh hồn nhỏ bé thét chói tai chạy trốn thoáng chốc tiếng đập phá tiếng thét chói tai tiếng quát phẫn nộ đều vang lên phổ thành một bản nhạc bạo lực tuyệt vời vệ sĩ thiều nghiêm mang đến còn chỉ đập phá đồ đạc không đánh người, hiệu suất cực kỳ nhanh chóng. Đập xong tầng 1 thì lên tầng 2 đập, đập hết tầng. hai thì đập luôn cả phòng bao. Thiều nghiêm quay lại bên người huỳnh nhân, nhẹ giọng Hỏi, tôi làm thế nào, anh hài lòng chứ? Huỳnh nhân vui vẻ gật đầu. Không tôi, cảnh này thật xinh đẹp. Vừa nói, huỳnh nhân vừa lấy một viên thuốc màu trắng. Ra đưa cho thiều nghiêm. Thấy viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay anh, thiều nghiêm như lấy được trí bảo, vội vàng một ngụm nuốt xuống. Trận đập phá còn đang tiếp diễn, mà người khởi sướng. Là huỳnh nhân lại vẫn nhàn nhã phẩm rượu, cứ như mọi thứ trước mắt đều không. Liên quan gì tới anh vậy? Trên mặt anh là nụ cười tàn nhẫn. Không trả 100 triệu đúng không? Được thôi. Vậy đập đi, đập đến khi nào giá trị tổn thất của nhà họ. Hào đạt tới 100 triệu mới thôi. chương 40, tinh thần chịu đả kích thời gian nhà họ Liễu hẹn gặp công ty quốc tế lệ tinh. Là 10 giờ sáng, khoảng 9 giờ, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na đã chờ. Ở dưới tòa nhà quốc tế, Liễu Cảnh Nhiên còn cố ý sửa soạn tỉ mỉ, khuôn mặt được. Make up vừa phải không chỉ vì tầm quan trọng của buổi gặp mặt này, muốn để lại ấn. Tượng tốt với tổng giám đốc của lệ tinh mà còn vì lát nữa người đi cùng mẹ con. Cô ta chính là công tử nhà họ hào hào uy. Qua mấy lần gặp gỡ, Liễu Cảnh Nhiên và Hảo Uy nói chuyện. Với nhau khá vui vẻ, việc nhà họ Hào đã đồng ý giúp nhà họ Liễu tìm đại ngôn. Cho nghệ sĩ cũng được thông qua một cách suôn sẻ. Lúc này có chiếc xe Audi bình thường không mấy nổi bật. Dừng lại phía trước mẹ con Liễu Cảnh Nhiên, một người đàn ông mặc tây trang màu. Trắng được cắt may khéo kéo chậm rãi bước xuống xe, khuôn mặt anh Tuấn cùng nụ. Cười mê người khiến nụ cười trên mặt Liễu Cảnh Nhiên không nhịn được mà ngọt ngào hơn mấy phần hào uy bên này liễu cảnh nhiên vẫy tay với người đàn ông hào uy đi tới trước mặt liễu cảnh nhiên và liên thúy na lễ phép chào hỏi bác gái cảnh nhiên cháu đến muộn rồi có gì đâu mẹ con bác cũng vừa mới đến thôi sắc mặt liên thúy na lập tức tươi như hoa tiểu uy này chuyện nghệ sĩ quyết rồi sao cháu bác gái cứ yên tâm đi ạ Hảo Uy cười cười rồi lấy ra một tập tài liệu. Đây là tài liệu ba cháu đưa, bên trong đều là hồ sơ. Nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Huy Hoàng nhà cháu, lát nữa có thể đưa tổng giám đốc Liễu lựa chọn, có tiền thì mọi người cùng kiếm mà. Trong tiệc cưới, Hạo Uy cố gắng tiếp cận Liễu Cảnh. Nhiên tất nhiên không phải vì vừa gặp đã yêu, đôi bên cùng có ý. Việc nhà họ Liễu đấu thầu thắng tập đoàn Lệ Tinh đã xôn xao huyên náo khắp cả minh châu tất nhiên nhà họ hào cũng muốn được chia một chén canh hai bên đã thỏa thuận xong sau khi chuyện thành công thì nhà họ liễu và nhà họ hào sẽ chia đôi mỗi bên một nửa vậy thì tốt quá rồi liên thúy na lập tức thở phào nhẹ nhõm nói với liễu cảnh nhiên và hào uy đi vào thôi nói xong ba người liền đi tới khu vực tiếp khách trong tòa nhà quốc tế Liên Thúy Na uống tách trà được nhân viên phục vụ chuẩn. Bị sẵn, ngắm nhìn giới thương nghiệp tài chính phía dưới, tự nhiên sinh ra một. Cảm giác tự hào chưa từng có. Chỉ cần hợp tác thuận lợi thì nhà họ Liễu có thể đổi đời. Còn bà ta và Liễu Cảnh Nhiên sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của nhà họ Liễu. Nhà họ Liễu có thể phát triển như bây giờ, đúng là ít. Nhiều gì cũng nhờ vào thằng ăn hại kia. Liên Thúy Na nâng tách trà lên nhấp một ngụm, khóe miệng cũng nhếch lên thành nụ cười khinh miệt. Một khi hai mẹ con họ nắm quyền trong nhà họ liễu. Chuyện đầu tiên phải làm chính là đuổi cổ huỳnh nhân ra khỏi nhà. Liễu nham có thể bảo vệ được nó được một lúc, không lẽ? Còn bảo vệ nó cả đời được chắc. Lâm Trần Nghi cảm thấy chuyện này đã xong xuôi hết rồi. Cô ta đã gặp quá nhiều người, cũng biết với loại người. Nào thì nên nói chuyện kiểu gì, trong mắt cô ta, Huỳnh Nhân chỉ là người có tí. Võ vẽ mèo ba chân mà thôi, lệ tinh đúng là nóng này, vì một trăm triệu này mà mời. Cả người luyện võ đến, nhưng vẫn bị cô ta nhẹ nhàng hóa giải đó thôi. Nghĩ đến, đây lâm chân nghi liền nửa nụ cười khinh bỉ, lấy một chai rượu vang đỏ thượng hạng. Ra tự thưởng thức, cửa phòng làm việc nhanh chóng mở ra, một người đàn. Ông đeo mắt kính gọng vàng, trên mặt đầy ý cười bước tới. Không hổ là lời nói của Black Widow, chỉ dăm ba câu đã đuổi cổ được đám đòi nợ bên lệ tinh đi rồi. Nghe hào tinh húc không tiếc lời ca ngợi, nụ cười trên mặt lâm chân nghi cũng đậm thêm mấy phần. Hai thằng ngu si tứ chi phát triển thôi, tính là gì? Chứ hào tinh húc vui vẻ ngồi xuống cạnh lâm chân nghi thuật. thế cầm bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô ta lên, nhẹ nhàng nắn bóp. Nói gì thì nói, cô giúp tôi xử lý mọi chuyện thì sẽ không thiếu chỗ tốt đâu. Vừa nghe đến chỗ tốt, ánh mắt lâm chân nghi cũng nhiệt. Tình hẳn lên. Nếu không thì ông chủ hào thưởng tôi 100 triệu bên lệ. Tinh nhé. Nhìn cô tham tiền chưa kìa. Hào tình húc nghe xong cũng không tức giận, ngược lại. Còn cười mở ám hơn. 100 triệu thì hơi bị nhiều, nhưng cũng không phải là. Không thể được, chẳng qua cô phải làm thêm. Lúc nói câu này, vẻ mặt hào Tinh húc trở nên rất thô bỉ. Đáng khinh lâm chân nghi nhanh chóng hiểu ý rất phối hợp mà khom người tươi cười quyến rũ nói ông chủ hào lát nữa nhẹ nhàng thôi nhé ha ha nhẹ thế nào đây hào tinh hút cười lớn nếu cô mà không phải là đàn bà của ca, tôi cũng muốn tìm mẹ nhỏ cho tiểu uy luôn rồi đây này ánh mắt lâm chân nghi lóe lên vẻ lạnh lùng nhưng lại không nói câu nào tiểu uy trong miệng hào tinh hút tất nhiên là hào uy rồi, hai cha con nhà này đều không phải thứ tốt lành gì, đã ngủ với không ít. Minh Tinh trong công ty giải trí Huy Hoàng và Sobis. Nhưng hình như Lâm Trân Nghi đã quên mất bản thân cũng. Là loại mà ai cũng có thể làm chồng, nếu bàn về chiến tích thì có khi còn Huy. Hoàng hơn cả cha con Hào Tinh hút cộng lại. Có câu nói thế này, đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục phụ nữ, còn phụ nữ lại dựa vào việc chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới đàn ông chỉ là công cụ để lâm chân nhi bò lên trên tổng giám đốc lâm không xong rồi đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bật ra một người phụ nữ vội vã xông vào nếu huỳnh nhân ở đây thì nhất định sẽ rất kinh ngạc lý do là vì người phụ nữ này chính là mẹ của hào tiểu danh là người đã đe dọa ép huỳnh như phải nghỉ học hai vợ chồng đều làm việc ở công ty giải trí huy hoàng phần lớn thành viên trong nhà họ Hào đều làm việc ở đây bị phá ngang chuyện tốt Hào Tinh hút lập tức nhớ mày mắng vội vàng hấp tấp còn ra cái gì hả người phụ nữ kia vừa thấy gia chủ cũng có mặt ở đây thì có hơi sừng sốt có chuyện gì tranh thủ thời gian này Lâm Trần Nghi đã sửa sang lại quần áo quay lại vẻ lạnh lùng vốn có lúc này người phụ nữ vừa tới mới vội vàng nói vừa mới nhận được điện thoại báo hộp đêm dưới tầng hầm bị người ta đập phá. Cái gì cơ? Vừa nghe được mấy câu này, sắc mặt Lâm Chân Nghi đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có sắc mặt Lâm Chân Nghi thay đổi mà Hào Tinh Húc cũng đập bàn, nổi trận lôi đình. Ai dám phá quán của Hào Tinh Húc tôi chứ? Người phụ nữ khum núm nói, là một tên tóc vàng. Tóc vàng á? Hào Tinh Húc vắt hết óc cũng không nghĩ ra đó là ai còn lâm chân nghi nghiến răng nghiến lợi sắc mặt tối sầm sông ra khỏi văn phòng từ lâu rồi hào tinh húc thấy vậy thì cũng dặn dò gọi người bên bộ phận an ninh đến còn nữa báo cho hoác ca luôn đi nói xong ông ta cũng chạy vào thang máy đi xuống tầng hầm lúc lâm chân nghi đến thì quán ba đã biến thành một đống lộn xộn chỗ nào cũng có mảnh thủy tinh vỡ bàn đổ ngả nghiêng rượu chảy đầy sàn nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt lâm chân nghi tối sầm suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ cô ta hét lên một tiếng đầy giận dữ dừng tay lại cho tôi mấy người đàn ông lực lưỡng quay đầu nhìn lâm chân nghi xong cũng không thèm để ý đến cô ta tiếp tục sự nghiệp đập phá của mình choang choang rầm lại một chuỗi âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên dừng tay dừng tay ôi rượu của tôi tim lâm chân Nhi cũng dỉ máu luôn rồi, chỗ rượu này đều. Là do cô ta trả một đống tiền để mua về đấy. Cô ta muốn chạy đến ngăn cản, nhưng sức lực một người. Phụ nữ thì đấu sao lại đám đàn ông lực lưỡng này chứ? Chẳng ai để ý đến lâm chân Nhi, cứ như cô ta không hề. Tồn tại vậy, thậm chí còn có gã hung tợn đẩy cô ta một cái, khiến lâm chân nghi. Ngã xuống đất, đến lúc này lâm chân nghi mới hiểu, cho dù cô ta có làm gì thì đám người này cũng sẽ không dừng tay. Trong lúc vô tình, cô ta thoáng nhìn thấy khuôn mặt hờ. Hứng của thiếu nghiêm và huỳnh nhân đang thản nhiên uống rượu cùng nhau. Dương, như Lâm chân Nghi đã nhận ra điều gì đó, đồng tử lập tức do rụt lại. Cô ta không biết thiếu nghiêm nhưng cô ta biết nhìn. Người, mặc kệ là quần áo mặc trên người hay khí chất lúc dơ. Tay nhấc chân thì thiếu nghiêm đều cực kỳ giống một quý tộc một quý tộc như vậy lại đi cùng huỳnh nhân, không thể. Nghi ngờ gì, đây là tới chống lưng cho huỳnh nhân. Lúc này tâm tình lâm chân nghi đã chịu đả kích cực lớn. Cô ta ngơ ngác nhìn huỳnh nhân từ đầu đến cuối vẫn ung dung uống rượu, khóe mắt. Giật mạnh, trực giác nói cho liễn huyên biết, hình như cô ta đã. Chúng ván sắt rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 40.